Nhà đọc truyện xin hân hạnh giới thiệu bộ truyện. Hoàng phi thiên hạ. Tựa gốc là đích nữ độc thê của tác giả Thanh Thanh Du Nhi. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký theo dõi kênh để được cập nhật những video đọc truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Chương 94 Tây Lương tiên trưng trưng nước mắt dáng dấp như cực kỳ kìm nén khiến người ta nhìn mà không đành lòng. Khóe môi tay lương mạc cong lên thành một nụ cười trào phúng, thế nào? Lại muốn xuất chiêu làm ra vẻ này để người ta cho rằng nàng ức hiếp nàng ta sao? Nhưng bất ngờ là Tây lương tiên hít sâu một hơi, lao mặt thấp giọng nói, đại tỷ tỷ, nơi này không phải nơi nói chuyện, lát nữa muội muội sẽ nói tiếp. Dứt lời, nàng ta quỳ gối xuống một bên linh đường, im lặng đỏ mắt đốt tiền giấy, không nói gì nữa. Tây Lương mặt nhìn nàng ta, đáy mắt hiện lên một tia bất ngờ. Ngày mùa đông ngắn, chưa bao lâu sắc trời đã tối xuống, nhóm nữ quyến phúng viếng linh đường cũng dần vơi đi, Lê Thị hạ lệnh cho quản sự phòng bếp chuẩn bị dân cơm chay. Tây Lương mặt lười không muốn diễn trò nữa, mượn cớ quá độ bi thương, thân thể không khỏe, định quay về liên trai nghỉ ngơi, thuận tiện hỏi bạch ma ma chuyện thôn trang chuẩn bị đến đâu rồi. Hôm nay tuyết ngừng rơi, gió lạnh thoang thoảng thổi qua mang theo cánh hoa mai thấm vào lòng người trên đất đóng một lớp tuyết dày phản chiếu ánh trăng tạo thành một tầng ánh sáng dịu dàng xinh đẹp tây lương mạc đi thẳng một đường cùng bạch nhụy bạch trân cười nói tâm trạng rất tốt chỉ tiếc tâm trạng tốt kia bị hai bóng người yểu điệu giữa đường dập tắt đại tỷ tỷ tây lương tiên đợi được người muốn đợi sắc mặt có chút vui mừng lập tức cung kính vén áo thi lễ với tây lương mạc đồng thời còn kéo cô gái đang ngơ ngác cúi đầu đứng một bên. Người kia như vừa tỉnh lại từ trong mơ. Cứng nhắc thi lễ với Tây Lương Mạc, đại tỷ tỷ. Lúc này Tây Lương Mạc mới nhìn rõ cô gái gầy guộc kia thì ra là Tây Lương Đan. Hai tháng không gặp, thì ra nàng ta cũng giống Tây Lương Tiên, như thành người khác, thiếu nữ vốn yêu kiều, đường cong cơ thể đặc biệt đẩy đà mê người nay đã gầy như que củi, gương mặt diễm lệ tựa hoa thực dược vàng như nến, khiến ngũ quan tinh xảo mỹ lệ ảm đạm thất sắc, càng đừng nói đến ánh mắt vốn đầy kiêu căng bá đạo trước kia nay đã trở nên u buồn. Không biết Lê Thị đã khiến nàng ta ăn bao nhiêu khổ mới biến một thiếu nữ ngang ngược thành như hôm nay. Tây Lương mặt cười như không cười lấy tay áo che miệng, hai vị muội muội hôm nay tới tìm tỷ tỷ có việc gì. Hôm nay là tuần đầu của nhị nương đấy nhé, nghe nói trong 7 ngày đầu tiên, vong linh sẽ quay về gần thân thể mình, nhị nương vốn không thích tỷ tỷ, các muội muội nên cách xa tỷ tỷ thì hơn, chớ để nhị nương tức giận. Tây Lương Tiên bỗng ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt như có nước mắt, tỷ tỷ, mẫu thân đã qua đời, tất cả ân oán cũng nên chấm dứt. Tiên Nhi tự biết nghiệp chướng nặng nề, có lỗi với tỷ tỷ. Không dám xin tỷ tỷ tha thứ, nhưng xin tỷ tỷ nể mặt phụ thân mà tha cho Đan Nhi, để Đan Nhi về phủ quốc công đi. Thì ra là thế, vì để Tây Lương đang về phủ quốc công mới tỏ ra yếu thế sao? Ánh mắt Tây Lương mạc như hiểu ra, sau đó than nhẹ một tiếng, khổ não nói, nhị muội muội, không phải đại tỷ tỷ không muốn giúp ngươi cùng tứ muội muội. Nhưng quyết định này là của phụ thân, khi đó ta đã cầu xin phụ thân mà phụ thân không đồng ý, đại tỷ tỷ ta cũng rất bất đắc dĩ. Nay nhị nương đã mất, phụ thân mềm lòng các ngươi đi cầu phụ thân nói không chừng phụ thân sẽ để tứ muội muội trở về. Trên mặt Tây Lương mặt đầy ưu thương, trong lòng lại sung sướng, không chút thương hại hai chị em kia. Vì sao nàng phải đồng ý, tất cả vũ nhục Tây Lương đang phải chịu hôm nay không bằng một phần mười những gì nàng chịu năm đó. Thấy Tây Lương đang thế kia lại nghĩ tới mình năm đó, nàng đã nói sẽ có một ngày khiến những kẻ cao cao tại thượng chỉ biết đứng xem này nếm thử tư vị của thứ gọi là đê tiện hiện nay nàng chỉ thực hiện lời thề của mình mà thôi. Tây lương tiên thấy nàng từ chối ngược lại quỳ gối nằm rạp xuống đất, cắn môi dưới khép nép cầu xin, hiện nay phụ thân thương yêu tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ đồng ý giúp đăng Nhi nói hai câu, phụ thân chắc hẳn sẽ nghe tỷ tỷ. Dù sao cùng là tỷ muội, ta biết trước đây có nhiều chỗ có lỗi với tỷ tỷ, chỉ là mẫu thân đã chết, lẽ nào tỷ tỷ nhất định muốn tỷ muội chúng ta đều đền mạng sao? Tây lương mặt nhìn thiếu nữ trước mặt, không khỏi nhướng mày, đây có xem như sám hối không? Hay là làm ra vẻ đáng thương? Nàng thật sự không ngờ một cô gái kiêu ngạo như Tây Lương Tiên cũng làm được đến nước này. Tỷ muội chúng ta đều đã có kết cục thế này, tỷ tỷ, xin ngươi thương xót. Nước mắt Tây Lương Tiên rơi như mưa, gần như mất không chế vương tay kéo làng váy Tây Lương mạc. Ngay cả Tây Lương Đan cũng khóc lên, nước mắt từng dọc chảy xuống gương mặt đờ đẫn của nàng, không hề giống giả bộ. Tây lương mặt hiếp mắt quan sát hai chị em này một lúc lâu mới than khẽ một tiếng, không lưng đỡ tây lương tiên dậy, muội muội nói rất đúng. Tất cả đã qua như mây khói, chúng ta dù sao cũng là chị em một nhà, đại tỷ tỷ ta sao có thể thật sự ghi hận các ngươi, mau đứng lên đi. Vậy tỷ tỷ, ngươi đồng ý rồi. Tây lương tiên ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt lộ ra một tia vui mừng cùng chờ mong tây lương mạc thản nhiên nói ừ ta sẽ cầu xin phụ thân có điều kết quả thế nào phải chờ phụ thân quyết định thấy tây lương mạc có ý giải hòa lúc này tây lương tiên mới nín khóc mỉm cười cố gắng kéo tây lương đan vẫn ngơ ngác đứng lên đa tạ đại tỷ tỷ tây lương đan lại không chịu đứng lên chỉ bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng tây lương mạc như nhớ tới chuyện gì sợ hãi nói đại tỷ tỷ mẫu thân đã chết đều là bà bảo chúng ta ức hiếp ngươi ngươi sẽ không giết cả chúng ta chứ. Sau này đại tỷ tỷ bảo ta làm gì ta cũng làm, chỉ cần cho ta ăn cơm thôi. Tây Lương đang ở thôn trang hai tháng nhất định cực thảm, hàng thị hại chết con của Lê Thị, Lê Thị sao có thể để con của bà ta sống tốt? Đã dọa Tây Lương đang thành như vậy sao? Tây Lương mạc khẽ nhíu mày. Nâng nàng ta dậy, mùi mùi làm sao vậy? Nói mê sản cái gì? nhị nương không phải chết vì tật ở tim sao? Lẽ nào ngươi cảm thấy ta sẽ làm loại chuyện này? Trong mắt Tây Lương Tiên thoáng qua một tia âm u, cũng vươn tay kéo Tây Lương Đan, thấp giọng nói với Tây Lương Mạc, tỷ tỷ, trong phủ này có lời đồn, nói mẫu thân có tư tình với người, ngày ấy ngươi lại mặt gặp chuyện không may chúng ta đều nghe nói, ngươi cứ việc nói cho chúng ta biết, tất cả kết cục hôm nay đều do mẫu thân gieo gió gặt bão, chúng ta không dám trách tỷ tỷ. Tây Lương Mạc nhìn Tây Lương Tiên một lát, ánh mắt sâu hóm lạnh lẽo như đao, gần như nhìn thẳng vào đáy lòng Tây Lương Tiên, khiến Tây Lương Tiên nói có chút miễn cưỡng, tỷ tỷ, ngươi. Sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Tây Lương Mạc lạnh nhạt nói, bởi vì ta không thẹn với lương tâm, tuy ta không có tình mẫu tử với nhị nương, nhưng cái chết của nhị nương không liên quan đến ta, vì sao nhị muội muội luôn mồm muốn ta thừa nhận có liên quan đến cái chết của nhị nương thế? Dứt lời, nàng buông bàn tay đỡ Tây Lương Đan. Mỉm cười với Tây Lương Đan, tứ muội muội cũng biết hôn sự của con cái là phụng mệnh phụ mẫu nghe lời bà mối, không phải ta tự tiện cướp đi tiểu vương gia, nếu ngươi không oán hận ta cùng tiểu vương gia có đôi có cặp thì đại tỷ tỷ vĩnh viễn hoan nghênh ngươi tới đức vương phủ làm khách. Sau khi nghe đến tư lưu phong, gương mặt Tây Lương Đan hơi giật giật, lại cấp tốc khôi phục dáng vẻ ngây ngô vân lời. Tây Lương Mạc nhìn hết biểu cảm của hai chị em kia, tùy tiện nói nàng mệt, không quan tâm đến bọn họ nữa. Dẫn ba tỷ nữ đi về phía liên trai. Không biết đi được bao lâu, nàng còn cảm giác phía sau có ánh mắt tràn ngập hơi lạnh. Cho đến khi nhìn thấy cổng lớn liên trai, tay lương mặt bỗng thở vào một hơi, cả bạch ngọc phía sau cũng như thả lỏng trong chớp mắt, sờ trán thấy đầy mồ hôi lạnh. Hai người bạch trân, bạch nhụy thì không hiểu nhìn bọn họ, bạch nhụy theo tay lương mặt lâu nhất, Nàng có thể cảm nhận được vừa rồi bắt đầu từ lúc gặp chị em Tây Lương Tiên, tinh thần Tây Lương Mạc nháy mắt căng thẳng cao độ. Có điều nàng không rõ vì sao. Hai chị em kia rõ ràng tới cầu xin tha thứ mà. Đại tiểu thư, hai người làm sao vậy? Bạch Ngọc cùng Tây Lương Mạc nhìn nhau, Bạch Ngọc hít một hơi, hai người các ngươi cần chăm chỉ tu luyện nội công hơn, lẽ nào các ngươi không biết chúng ta vừa đi dạo qua Quỷ Môn Quan một lần à? Bạch Trân sửng sốt, quỷ môn quan lẽ nào sắc mặt nàng bỗng cũng tái nhợt vẻ mặt tây lương mặt tối sầm nàng khẳng định không sai vừa rồi ở một đoạn đường có trên 100 cung thủ đang ẩn nấp nếu vừa rồi ta chỉ cần nói hơi vô ý sẽ có kết cục vạn tiễn xuyên tâm không biết từ khi nào mị lục cùng mị thất mặt y phục dạ hành của tư lễ giám đã lẳng lặng quỳ một gối gần tây lương mạc đồng thanh thấp giọng nói chúng ta bảo vệ không chu toàn xin tiểu thư trách phạt Tây Lương Mạc khoát tay, cười nhạt, chuyện này liên quan gì tới các ngươi? Các ngươi dù có võ nghệ cao cường đến đâu cũng không thể chớp mắt cắt cổ trăm tên cung thủ chứ. Vừa rồi chỉ mành treo chuông, mị lục cùng mị thất đã chuẩn bị ra tay. Là nàng lặng lẽ ra hiệu kiềm chế hành động của bọn họ. Nếu phải chết, cần gì lãng phí sức lực, nếu đều không phải chết, đương nhiên nàng sẽ dùng tâm cơ của mình giải quyết hai chị em kia, còn nếu vẫn không được, dù bại lộ cũng có thể dùng võ công của mình bắt hai người kia làm còn tin để giữ tính mạng dù sao cũng tốt hơn lộ quan hệ với tư lễ giám của nàng lúc này bạch trân bạch nhụy mới đồng loạt nghĩ mà sợ sắc mặt bạch nhụy tái nhợt cắn răng nói nhị cô nương cùng tứ cô nương điên rồi à dám điều động phủ binh bên ngoài vây giết chúng ta không sợ quốc công gia cùng trong cung truy cứu sao tây lương mặt hiếp mắt trầm mặt chốc lát sau đó cười lạnh chỉ bằng hai người kia sợ rằng không có năng lực này, có thể qua mặt tỉnh quốc công dùng binh phù điều động phủ binh vây giết chúng ta, đại khái chỉ có đại ca ca thân là tham tướng đại nhân kia của ta thôi. Ca ca Nhìn bóng lưng thước tha dần biến mất phía xa xa trên đường nhỏ, tây lương tiên khó có thể nhịn, toàn thân phát rung, nàng bỗng sắc nhọn hô lên. Chỉ chốc lát sau, trong rừng cây, đầu tường vốn vắng vẻ đều có bóng người di chuyển. Nhìn kỹ lại, thì ra đều là binh sĩ cầm cung, mặc y phục dạ hành, huấn luyện kỹ càng nhanh chóng tập kết lại, yên lặng quỳ một gối, đếm ra phải gần trăm người. Trong đó có một thanh niên mặc hắc y, mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng môi mỏng, tuấn tú cực kỳ, trên đầu hắn quấn khăn trắng, chứng tỏ người đang có đại tang có quan hệ với hắn. Vì sao? Tây Lương Tiên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như dao, nào có nửa phần dáng dấp thiếu nữ sầu khổ ưu thương vừa rồi. Tây Lương tĩnh nhìn muội muội của mình. Hơi nhíu mày, tiên nhi, ta hỏi ngươi vì sao không giết ả, không giết ả tiện nhân hại chết mẫu thân chúng ta. Tây Lương tiên ngắt lời hắn, gào lên như thần kinh, vô cùng kích động tức giận khiến nàng làm gãy móng tay mình cũng không phát hiện. Tây Lương đang nhìn Tây Lương tĩnh, cũng lạnh nhạt nói, ca ca, ngươi sợ nó à. Nếu vừa rồi ngươi giết nó, ta sẽ có thể gả cho tiểu vương gia. Trên mặt Tây Lương tỉnh lướt qua một tia lo lắng, không khỏi cau mày nói, chúng ta đã hẹn trước, nếu Tây Lương mặt thừa nhận nàng hại chết mẫu thân. Ta sẽ sai đồng loạt bắn, nhưng nàng nói không phải nàng. Nó nói ngươi liền tin à. Tây Lương tiên thật sự tức đến toàn thân run rẩy, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, đó là tiện nhân giả hoạt, nếu nó không chịu thừa nhận ngươi cứ giết nó là được, ngoại trừ nó, còn ai dám hại chết mẫu thân. Tây Lương Tỉnh nhìn Tây Lương Tiên, cảm thấy muội muội xưa nay thanh cao của mình sau khi trải qua nhiều cực khổ đã trở nên vặn vẹo về tâm tính, nhưng hắn vẫn cảm thấy nên nhắc nhở Tây Lương Tiên một việc, hắn không hy vọng đã không còn mẫu thân. Ngay cả muội muội cũng gặp chuyện không may. Hắn kiềm chế nói, là lão thái thái hạ lệnh xử lý mẫu thân, ngươi và ta đều rõ, muội mụi, ngươi đừng vì ân oán cá nhân mà mượn tay ta diệt trừ Mạc Nhi đừng nói địa vị hiện nay của nàng đã khác, Mạc Nhi. Tây Lương Tiên bỗng nhiên trợn trừng mắt nhìn Tây Lương Tĩnh, quan sát trên dưới hắn một phen, rồi sắc nhọn ngắt lời hắn, ca ca, ngươi điên rồi à. Nó là kẻ thù của chúng ta, là người mẫu thân muốn giết chết nhất. Ngươi lại thật sự coi nó là muội muội của chúng ta. Nó dựa vào cái gì làm muội muội của chúng ta? Mặc kệ có phải nó giết mẫu thân hay không? Ngươi đều nên giết nó cho chúng ta. Thái độ của Tây Lương Tiên khiến Tây Lương Tĩnh rất bực bội, nhưng nhớ tới mẫu thân đã qua đời cùng chuyện thê lương muội muội gặp phải, hắn nắm chặt tay nhẫn nhịn. Hắn nheo mắt lại nhìn ánh mắt cố chấp của Tây Lương đang cùng gương mặt giữ tận vạn vẹo của Tây Lương Tiên, nhàn nhạt nói, Vi Huynh có thể hiểu được tâm lý ghen ghét của nữ tử, Vi Huynh sẽ khuyên phụ thân để Đan Nhi ở lại, về phần chuyện khác, chờ các ngươi tìm được chứng cứ xác thực rồi nói sau đi. Dứt lời, hắn xoay người lại, phất tay chuẩn bị dẫn đám binh sĩ rời đi. Tây Lương đang cùng Tây Lương Tiên thật sự không ngờ huynh trưởng của mình không đứng bên mình vô điều kiện, nhất thời ngẩn ra. Tây Lương Tiên phản ứng lại trước tiên, sau đó phẫn nộ hét ầm lên, Tây Lương tỉnh, ngươi có còn là nam nhi nhiệt huyết hay không? Mẫu thân sao lại có một nhi tử không phân biệt được địch ta như ngươi? Nàng vô cùng kích động liền có chút mất kiềm chế. Tây Lương tỉnh thân là trưởng tử trong nhà, từ nhỏ được tỉnh quốc công tự mình dạy dỗ. Sau khi được lập làm thế tử người trong phủ càng cung kính với hắn. Mẫu thân cũng thường xuyên dạy dỗ tỉ muội huynh đệ trong nhà phải kính trọng hắn, tuy hắn không vì vậy mà kiêu ngạo ngang ngược, tính tính trầm ổn có mưu kế, ngoại trừ phụ thân, trong nhà chưa từng ai dám chất vấn cùng chống đối hắn như vậy. Tây lương tỉnh giận dữ, giơ cao tay lên, nhưng Tây lương tiên không hề sợ hãi, ngẩng đầu hất cầm căm tức nói, Ngươi đánh đi, ngươi đánh đi, xương cốt mẫu thân còn chưa lạnh, thù giết mẹ còn chưa báo. Ngươi đã đối đãi với muội muội của mình thế này, ta muốn xem sau này ngươi nói năng thế nào với mẫu thân. Tây Lương đang ở bên sớm sợ đến tái mặt, nàng lo lắng cho Tây Lương Tiên, cũng không dám khuyên Tây Lương Tỉnh, cuộc sống thê thảm ở thôn trang khiến tính cách ngang ngược của nàng phai nhạt đi nhiều, ngược lại sinh ra cảm giác nao núng, cẩn thận Tây Lương Tĩnh nhìn gương mặt cuột cường lại bi thương của Tây Lương Tiên, tay rung lên, cuối cùng không đánh xuống, đành hung hăng nắm chặt tay, cố nén tức giận lạnh lùng trừng mắt với nàng, Tiên Nhi. Ngươi nghe cho rõ đây, nếu mẫu thân thật sự chết trong tay Tây Lương Mạc, ta sẽ là người đầu tiên chặt bỏ thủ cấp của nàng để tế mẫu thân, nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, vi huynh không phải kiếm trong tay ngươi, tùy ngươi diệt trừ dị kỹ. Dứt lời, hắn buông tay, không quay đầu lại mà rời đi mặc kệ Tây Lương đang ở phía sau vừa dậm chân vừa gào khóc gọi hắn. Tây Lương tiên nhìn bóng lưng Tây Lương tỉnh ngày một xa, nàng cắn môi hô Tây Lương đang, đừng gọi nữa, hắn sẽ không quay lại giúp chúng ta đâu. Tỷ tỷ, sao ngươi lại nói với ca ca như thế, ca ca không chịu giúp chúng ta giết tiện nhân Tây Lương mặt nữa thì sao? Tây Lương đang căm giận dậm chân, kêu la với Tây Lương tiên. Tây Lương tiên không để ý tới nàng ta, chỉ nhắm mắt lại xóa đi lệ trên khóe mắt. Nàng hiểu tây lương tỉnh, mẫu thân mặc kệ nhị ca chơi bời háo sắc, dung túng tứ muội ngang ngược kiêu căng, vì bọn họ không phải đứa con mà bà gửi gắm kỳ vọng, vì vậy và bằng lòng chiều chuộng bọn họ. Nhưng mẫu thân mong chờ đại ca ca trở thành người thừa kế hoàng mỹ nhất của phụ thân. Kỳ vọng nàng trở thành cung phi tay cầm quyền cao, thậm chí là mẫu nghi thiên hạ. Cho nên yêu cầu với bọn họ cực kỳ nghiêm khắc, đại ca ca lại được phụ thân một tay giáo dục, tính tình giống phụ thân nhất. Trước khi mặt nạ của Tây Lương Mạc bị vạch trần hắn sẽ không mạo hiểm giết Tây Lương Mạc để rồi gây ra chuyện lớn. Hôm nay là do nàng thề nhất định có thể dụ dỗ Tây Lương Mạc nói ra chân tướng cái chết của mẫu thân. Ca ca mới sắp xếp cung thủ, chỉ chờ Tây Lương Mạc thú nhận liền bắn tên, giết Tây Lương Mạc trả thù giết mẹ. Rồi tính toán giải quyết hậu quả. Mà chuyện như vậy chỉ có thể làm một lần, nếu làm quá nhiều nhất định sẽ khiến phụ thân ngờ vực chỉ hận Tây lương mặt kia giả dối như hồ ly đến vậy cũng không thể dụ ả nói ra sự thật sắp thành lại bại hận ý trong đáy mắt tây lương tiên như lửa cháy trên đồng cỏ gần như thiêu đốt cả bản thân nàng con đĩ kia rốt cuộc có bản lĩnh gì mà cả đám nam nhân đều bị nó mê hoặc đến không nhìn rõ bản mặt hồ ly phụ thân như vậy ca ca cũng vậy ngay cả đức tiểu vương gia cũng Tây Lương đang oán hận dậm chân, thấp giọng mắng, mắt đầy ghen ghét cùng không cam lòng. Tây Lương tiên nhìn Tây Lương đang, trong lòng không nhịn được khinh thường, nữ tử như vậy sao lại là muội muội ruột thịt của nàng, trong lòng chỉ có nam nhân, còn là một nam nhân vứt bỏ nàng lấy tử địch. Sao ra Tây Lương mặt mới giống chị em với nàng. Trên mặt Tây Lương tiên thoáng qua một tia tàn nhẫn, một người nào đó nàng sẽ khiến chị em này quỳ rạp dưới chân nàng, dập đầu xin tha thứ rồi một đao chém đầu ả tế mẫu thân cùng tất cả hành hạ mà nàng đã nhận. Ông đây là đường ranh giới cửu thiên tuế vì không được ngủ tiểu hồ ly mà căm tức, bên trong liên trai, tây lương mặt cùng một đám tâm phúc ngồi quanh bếp sưởi nghị sự. Đại tiểu thư, chuyện này không phải chuyện đùa, nhất định phải nói cho quốc công gia để hắn thu hồi binh quyền trong tay thế tử gia. Bạch ma ma tức giận vỗ bàn nhảy dựng lên bà không thể tin được thế tử gia sẽ giúp đỡ nhị tiểu thư cùng tứ tiểu thư làm chuyện như vậy thật là không thể nhịn được nữa mama chờ một chút tây lương mạc gọi bạch Ma đang muốn ra ngoài lại nhàn nhạt nói hiện giờ chúng ta không có chứng cứ không thể bị bọn họ trả đũa không nhịn chuyện nhỏ sẽ loạn đại mưu tuy hiện thời tỉnh quốc công coi trọng nàng nhưng địa vị của nàng tất không so được với thế tử như tây lương tỉnh nàng khó khăn lắm mới lấy được sự tin tưởng của tỉnh quốc công, không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Chuyện tìm kiếm lệnh bài nàng đã nhận lời với Bách Lý Thanh, càng ít người biết càng tốt, nhất là Bạch Ma Ma. Tuy bà yêu thương nàng nhưng dù sao cũng xuất thân từ phủ tỉnh quốc công. Lại là người của tỉnh Cô Cô, tự có một phần tình nghĩa với tỉnh quốc công. Tây Lương Mạc không định để Bạch Ma Ma tham gia, đỡ cho Bạch Ma Ma khó xử. Bạch ma ma thoáng cái không biết nói gì, chán nản ngồi xuống, lo lắng nhìn nàng, lần này thế tử gia không ra tay với đại tiểu thư, nhỡ may lần sau hắn ra tay thì làm thế nào? Bọn họ chỉ có vài người, hai đấm khó địch nổi bốn tay, sao có thể địch nổi đám phủ binh kia? Tây lương mặt lại có cái nhìn khác với bạch ma ma, hôm nay Tây lương tỉnh không ra tay với nàng chỉ sợ còn chưa xác định được hàng thị có thật sự chết trong tay nàng hay không. Hắn khác với chị em Tây lương tiên, hắn là đàn ông, nếu không có huyết hải thâm thù, hắn sẽ coi trọng đại cục cùng lợi ích toàn cục hơn, nếu không hôm nay hắn đã hạ sát thủ với nàng mà không hề cố kỵ. Nếu đã vậy, chỉ cần chị em Tây Lương Tiên không có chứng cứ xác thực, thì Tây Lương tỉnh tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tây Lương Mạc nói xong suy nghĩ của mình, chiếm được sự tán thành của Hà Ma Ma, Bạch Ma Ma thì không lên tiếng, chỉ lo lắng nhìn Tây Lương Mạc. Bạch Nhụy thì tò mò hơn, đại tiểu thư. Làm sao người biết huyện chúa cùng tứ tiểu thư tỏ ra yếu thế là một cái bẫy. Biểu hiện của Tây Lương Tiên cùng Tây Lương đang khiến những người xem như bọn họ gần như phải tin là thật, cho rằng bọn họ thật sự đổi tính, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Tây Lương mặt bưng trà nhấp một ngụm, khóe môi cong lên nụ cười trào phúng, đây gọi là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời, nếu Tây Lương đang thật sự đổi tính còn có ba phần thuyết phục, duy chỉ có Tây Lương Tiên khi nàng ta cúi đầu với ta đại khái chỉ là lúc muốn giết ta tây lương tiên hiểu nàng cho dù tất cả chứng cứ đều chỉ về phía lê thị cùng lão thái thái thì nàng ta cũng biết hàng thị thật ra chết trong tay nàng tây lương tiên cũng hiểu chính mình biết cho dù trời sập xuống thì một cô gái kiêu ngạo quật cường tận xương cũng không cho phép bản thân cúi đầu trước kẻ địch vậy chúng ta nàng ta dựa vào sự tin tưởng của quốc công gia với tây lương tỉnh phải không Vậy nếu quốc công gia không còn tin tưởng vị thế tử này thì sao? Tây Lương Mạc nhìn bát trà của mình, bí hiểm nói. Nhưng mà, quốc công gia dẫn thế tử bên cạnh từ nhỏ, sao có thể? Bạch ma ma có chút do dự. Tây Lương Mạc nâng trà nở nụ cười khẽ. Năm xưa Chu U Vương cùng Nguyên Vương hậu thân thị sinh ra Thái tử Nghi Cửu. Thái tử Nghi Cửu tài đức vẹn toàn. Chúng đại thần đều thừa nhận Nghi Cửu làm Thái tử nhưng chu u vương lại vì bao tự mà phế đi vương hậu thân thị cùng thái tử nghi cửu nói đến đây nàng không nói tiếp nữa chúng tỳ nữ không quá hiểu ngược lại hà ma ma lan lộn trong cung đình đã lâu nhìn tây lương mạc như có chút suy nghĩ lộ ra nụ cười tán thưởng tây lương mạc nhìn hà ma ma liền biết bà đã hiểu trong nháy mắt cảm thấy mình thật sự có tiềm năng làm gian phi về phần chị em tây lương tiên Nay kẻ ngu ngốc Tây Lương Đan đã không còn hàng thị làm chỗ dựa, không còn đủ để gây sợ hãi. Còn Tây Lương Tiên, ánh mắt Tây Lương mặt thoáng qua một tia sáng lạnh giá, nếu nàng ta cảm thấy những ngày yên bình làm người điên quá khó chịu, thì nàng ta cứ đơn giản là đã chết như hàng thị, cho nàng ta một kết cục hoàn mỹ cũng dễ thôi. Chuyện đêm đó giống một dòng suối chảy vào trường Giang Hoàng Hà, không còn tung tích, mà Tây Lương mặt thật sự như nàng đã nói, hết lòng tuân thủ hứa hẹn dịu dàng khuyên nhủ tỉnh quốc công, cộng thêm thế tử Tây Lương tỉnh thỉnh cầu và Tây Lương đang khóc trống chảy nước mắt sám hối, tỉnh quốc công rốt cuộc gật đầu đồng ý Tây Lương đang ở lại trong phủ, không cần trở về thông trang nữa. Tây Lương mặc thấy chuyện này đã xong liền chuẩn bị quay về liên trai, ở bên ngoài viện của tỉnh quốc công bị Tây Lương tỉnh gọi lại. Đại muội muội. Tây Lương mặc quay đầu nhìn về phía Tây Lương tỉnh, mỉm cười, đại ca. Tây Lương Tỉnh nhìn thiếu nữ uyển chuyển thanh lệ như lan trước mặt, trầm mặt chốc lát rồi nói, "Cảm tạ ngươi đã giúp Đan Nhi, chuyện quá khứ, chuyện quá khứ là đã qua, hôm nay Mạc Nhi đã lập gia đình, nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hắt đi, nói chính xác Mạc Nhi đã không còn là người của Quốc Công Quý phủ, đương nhiên sẽ không nghĩ đến những quá khứ này nữa." Tây Lương Mạc nhàn nhạt ngắt lời hắn. Nàng không phủ nhận oán hận của mình, hiện nay tuy không so đo nhưng nói rõ nàng không có cảm tình gì với hai chị em kia như vậy khiến tây lương tỉnh cảm thấy hợp tình hợp lý hắn tự thấy nếu mình là tây lương mạc cũng không dễ dàng tha thứ cho những tổn thương đã nhận có điều lúc đó hắn tuy không ức hiếp tây lương mạc lại không để tây lương mạc vào mắt về suy nghĩ cá lớn nuốt cá bé hắn có cái nhìn nhất trí với lão thái thái huống hồ tây lương mạc năm đó cũng không đáng để hắn quan tâm nhưng hôm nay không biết vì sao nhìn vẻ lãnh đạm trên mặt thiếu nữ này. Trái tim hắn bất giác thắt chặt. Tây lương mặt thấy hắn không nói gì liền cúi chào rời đi. Tây lương tỉnh yên lặng nhìn bóng lưng yểu điệu của nàng đi xa, hơi ngẩn ngơ, cho đến khi phía sau truyền đến giọng nói của hai chị em. Đúng là đáng ghét, giờ ta đã trở về, nhất định phải trừng trị đám tiện tỳ dám ra tay với ta, cả tiện nhân lê thị kia nữa. Đang muội, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Tây Lương tỉnh khẽ nhíu mày, hắn không muốn liên quan đến loại chuyện lục đục giữa phụ nhân với nhau trong hậu viện. Trực tiếp xoay người rời đi, Tây Lương đang thấy Tây Lương tỉnh vốn muốn gọi hắn lại cùng nghĩ biện pháp, đã bị Tây Lương tỉnh ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng không khỏi ảo não tức giận dậm chân, xì một tiếng khinh miệt, nhị tỷ tỷ, ngươi xem đại ca ca kìa, thật sự quá đáng, giống như tiện nhân Tây Lương mặt mới là muội muội của hắn, không nghĩ cách giúp ta xả giận. Tây Lương Tiên nhìn bóng lưng Tây Lương Tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo, đang muội, chuyện ngươi bị tiện tỳ ngược đãi ở thôn trang tốt nhất đừng nhắc đến trước mặt phụ thân cùng đại ca ca. Chúng ta chậm rãi giải quyết Lê Thị. Vì sao? Tây Lương đang trợn mắt không thể tin, những ngày bị hạ nhân dằn vặt trong thôn trang khiến nàng sống cả đời khó quên, mọi người đều nói nàng không còn là tiểu thư phủ quốc công nữa, nàng từng tuyệt vọng, từng chạy trốn, khi bị bắt về còn bị hành hạ ác hơn nay đã trở về phủ quốc công nàng vẫn là tứ tiểu thư chính xuất cao cao tại thượng muốn giết đám hạ nhân này chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên tây lương tiên lạnh lùng nói với tây lương đan lẽ nào ngươi còn không rõ lê thị giám hành hạ ngươi đương nhiên đã nghĩ hết đường lui hiện nay ả à là chủ mẫu trưởng gia chúng ta không có chứng cứ đã tùy tiện cáo trạng sẽ chỉ khiến phụ thân càng thêm thất vọng về ngươi nghĩ rằng ngươi đang càng quấy tây lương đang muốn nói gì đó nhưng trải qua mấy ngày nay khiến nàng trưởng thành không ít, hiểu được Tây Lương Tiên nói có lý, nàng sa sút tinh thần nói, lẽ nào? Lẽ nào ta chịu khổ vô ích sao? Tây Lương tiễn vỗ vỗ tay nàng, rất vui mừng vì Tây Lương đang không còn mặc kệ làm loạn như khi mẫu thân còn sống nữa, vì vậy ngữ khí nhẹ đi không ít, ngươi yên tâm. Tất cả tổn thương của tỷ muội chúng ta, mặc kệ là Lê Thị hay tiện nhân Tây Lương mặt kia sớm muộn gì chúng ta cũng khiến bọn chúng sống không bằng chết hối hận cả đời trong mắt tây lương tiên hiện lên ánh sáng khoáng độc tây lương mặc dù sao đã xuất giá vì vậy nàng chỉ cần ở nhà mẹ đẻ một hai ngày là có thể quay về đức vương phủ đợi hàng thị hết thất tuần hạ tán lại tới phần mộ đốt vàng mã tế bái nhất là tư lưu phong không biết vì sao từ sau khi gặp nạn bệnh ngày càng nghiêm trọng lý thánh thủ của hồi xuân đường nói hắn không tiện di chuyển vì vậy nay còn ở trong buồn sưởi của mẫu đơn cát của Đức Vương Phi, Tây Lương Mạc là thê tử của Tư Lưu Phong không tiện luôn ở lại nhà mẹ đẻ không về, vì vậy nàng quyết định tạm thời về Đức Vương Phủ ở một thời gian. Xem xem lão yêu nghìn năm ở Đức Vương Phủ mấy ngày có thu hoạch gì không? Thế nhưng, khi nàng trở về Đức Vương Phủ ra vẻ vô ý nghe ngóng mới biết, từ khi nàng trở về Phủ tỉnh Quốc Công, thằng nhãi này cũng không về Đức Vương Phủ nữa sau hỏi mị thất mới biết ban ngày Bách Lý Thanh phải lên triều. Ban đêm thấy Đức Vương Phủ quá khô khan vô vị, vì vậy quay về tổ chim của hắn để hưởng thụ, bảo mị nhất dán cái mặt xấu xí kia đi rêu rao khắp phố. Tây Lương Mạc rất muốn chửi má nó, đây là thái độ tra án à. Thế nhưng nghĩ tới Bách Lý Thanh vì không ăn được mình mới xuân khuê tịch mịch, tâm tình Tây Lương Mạc lại tốt hơn không ít đang chuẩn bị rửa mặt chải đầu một phen rồi tới chỗ tư lưu phong tỏ vẻ tâm ý làm thê tử vừa đi tới cửa đã thấy đức vương phi tự mình tới thỉnh nguyệt các mẫu phi tay lương mạc nhìn mỹ phụ trung niên đoan trang cao quý ngoài cửa không khỏi nao nao trinh mẫn mẫu phi có một việc rất quan trọng muốn thương lượng với con không biết con có rảnh không đức vương phi nhìn tay lương mạc trên mặt lộ ra một ti trịnh trọng tay lương mạc hơi nhướng mày sau đó mỉm cười mẫu phi nói gì vậy con dâu đương nhiên phải nghe mẫu phi dạy dỗ nói xong nàng mở cửa mời đức vương phi vào ông đây là cửu thiên tuế xuân khuê tịch mịch phủ cửu thiên tuế trong căn phòng hoa mỹ tơ lụa đỏ mềm phủ đầy giao châu sa đen sang quý buông xuống chặn ánh mắt trời chiếu vào khiến trong phòng mờ mịt u ám lư hương khắc hình đầu thú bằng vàng tỏa ra khói trắng mỏng manh tràn ngập hương khí u trầm dường như càng làm không khí trong phòng trở nên ngưng động. Cảm giác không nặng nề như bóng tối chốn nhân gian, ngược lại tươi đẹp quyến rũ, giống động phủ của yêu ma cường đại nào đó chốn địa ngục linh giới. Mà trên giường la hán tử đàn mạ vàng trải đầy gấm đỏ có một yêu ma xinh đẹp đang lười biến nằm nghiêng, một thân y phục đỏ rộng thùng thình, tóc đen như mực chảy xuôi xuống. xõa tung trên giường, bên giường có mỹ nhân ăn mặc mỏng manh con người làm ghế, trên lưng đặt trà bánh tinh xảo có hai gã thái giám trẻ tuấn tú ở trên giường xoa bóp chân và vai cho hắn. Thiên tuế gia, hôm nay có hạt dưa Tây Hạ tiến cống, tổng cộng 12 loại, ngài có muốn dùng thử không? Thắng công công bưng một cái đĩa ngọc lưu ly bác bảo 12 ngăn, thấp giọng nói với Bách Lý Thanh. Bách Lý Thanh buông xuống hàng lông mi thật dài, biết mắt nhìn cái đĩa kia không quá hứng thú, nhìn dáng dấp cẩn thận từng ly từng tí của thắng công công. Liền tiện tay lấy mấy hạt tới cắn hắn công công thấy Bách Lý Thanh rốt cuộc cũng cắn hạt dưa, lúc này mới hơi thả lỏng, đã nhiều ngày tâm trạng thiên tuế gia không được tốt, ngay cả hạt dưa thích nhất cũng rất ít ăn, càng đừng nói đến các phu nhân, công tử ở hậu viện, thật là một chuyện đáng ngạc nhiên. Tuy thái giám không thể nhân đạo, nhưng nuôi mỹ nhân là để thưởng thức, thiên tuế gia hiểu sâu sắc đạo lý này, nói đến mới thấy, từ khi thiên tuế gia nhận tiểu thư làm đồ đề thì không thấy đi về phía hậu viện nữa tâm tình thiên tuế gia không tốt, những người hầu hạ như bọn họ đương nhiên động tí là phạm lỗi, ngày không dễ sống. Thắng công công đang ôm phất trần phát sầu thì bỗng một tiểu thái giám cung kính chạy vào, ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu, lông mày thắng công công nhướng lên, vội vàng đến bên tai bách lý thanh nói nhỏ, thiên tuế gia, mị thất truyền tin, tiểu thư đã quay về vương phủ. Bàn tay cắn hạt dưa của Bách Lý Thanh dừng lại, bỗng dơ ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Thắng Công Công, nàng quay về vương phủ thì liên quan gì tới bản tọa tiểu thắng tử ngươi là gián điệp của nha đầu kia đấy à ánh mắt kia khiến thắng công công rút lui hai bước đầu đầy mồ hôi lạnh quỳ phịch xuống thiên tuế gia chuyện này chuyện này không phải chính ngài nói tiểu thư đi đâu về đâu đều phải thông báo với ngài à nhưng thắng công công không dám nói ra vị gia phía trên là người hỷ nộ vô thường chỉ bản thân tự biết là được rồi Bách Lý Thanh không nhịn được quát lạnh một tiếng, thắng công công ra hiệu bằng mắt một cái, tất cả mọi người ngoan ngoãn không một tiếng động mà. Cút ra ngoài. Thắng công công là người cuối cùng đi ra, khi đóng cửa lại trong lòng hắn nói thầm, chẳng lẽ tiểu thư thất sủng. Quả nhiên, không một ai khiến thiên tuế gia hứng thú lâu, không biết tiểu thư sẽ có kết cục gì. Thắng công công lắc đầu, âm thầm thở dài, đang định bỏ đi thì bỗng nghe một tiếng gọi cực kỳ êm tai lại cực kỳ âm trầm của Bách Lý Thanh từ trong phòng vọng ra, tiểu thắng tử. Thắng công công sửng sốt, chợt nghe tiếng Bách Lý Thanh tức giận mắng phía trong, bản tọa bảo ngươi cút. Người liền cút. Không có một chút chủ kiến, thích chết à. Còn không mau lăn vào đây thay y phục cho bản tọa. Thắng công công nhìn trời, rơi lệ đầy mặt. Thì ra tiểu thư không thất sủng, hắn thất sủng. Ngay khi bên này thắng công công đang lưỡng lự xem có nên lăn vào phòng hay không, Tây Lương Mạc ở thỉnh Nguyệt Cắt cũng gặp một chuyện khó xử. Mẫu Phi, người muốn con dâu làm chủ nạp thiếp cho tiểu vương gia khi gả vào chưa tới nửa năm. Tây Lương Mạc nhướng mày nhìn về phía Đức Vương Phi. Đức Vương Phi nhìn Tây Lương Mạc. Nói có chút ấy nấy, Mẫu Phi biết chuyện này khiến Trinh Mẫn con khó xử, nhưng ngày ấy Lý Thánh Thủ nói gì con cũng nghe được, nay còn phải chờ 5 năm, năm con mới có thể có thai. Bên cạnh Phong Nhi không thể không có người hầu hạ, hơn nữa chuyện mấy ngày nay con cũng thấy, bệnh của Phong Nhi luôn không tốt, trên người con lại có tan, mẫu phi chỉ muốn làm lễ mở mặt cho tỉnh vũ trước, bày mấy bàn rượu coi như sung hỉ. Đức Vương Phi tuy có ấy nấy nhưng lại không có ý thoái nhượng. Tây Lương Mạc hơi ngập ngừng, không nói gì. Nàng không có ý định ngăn cản Tư Lưu Phong nạp thiếp, nhưng không theo quy định chờ nàng một năm không có thai đã nạp thiếp chính là không nể mặt phủ tỉnh quốc công cùng thân phận của nàng, tốt xấu gì cũng phải chờ nửa năm mới đúng. Nay nàng mới gả đến một tháng đã vội vã nạp thiếp cho Tư Lưu Phong, lại là nha đầu tỉnh Vũ không coi ai ra gì kia, còn không phải đánh mất thể diện của nàng, tạo một ngạc cho nàng hay sao? Còn sung hỉ, rõ ràng đang chê nàng suối quẩy. Tây Lương Mạc suy nghĩ một chút liền hỏi, đây là ý của phu quân hay của mẫu phi. Đức Vương Phi thấy Tây Lương Mạc không có ý nhượng bộ trong lòng liền hơi giận, nhưng bà cũng biết tư lưu phong thương thê tử mới cưới này, vì vậy bà mỉm cười, đây là ý của mẫu phi, có câu bất hiếu có tam, vô hậu vì đại, không nói đến 5 năm, năm sau thế nào, tuổi tác như phong nhi, đệ tử Vương Phủ khác đã là cha của vài đứa nhỏ, dù sao không thể đợi 5 năm, năm nữa đúng không? Ánh mắt Tây Lương Mạc lành lạnh, không nói gì, clip qua tỉnh vũ chỉ thấy tỉnh vũ xấu hổ đỏ mặt cúi đầu nhìn ngón chân ngược lại hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo thường ngày đức vương phi cho rằng nàng mềm lòng liền giữ tay nàng nhẹ giọng nói trinh mẫn con cứ yên tâm tỉnh vũ ở bên mẫu phi lớn lên mẫu phi biết nàng là đứa trẻ hiền đức trinh tỉnh nàng sẽ cẩn tuân bổn phận của thiếp thị mặc kệ sau này tỉnh vũ sinh con trai hay con gái con của con mới là thế tử chính xuất không cần lo lắng chỉ cần để tỉnh vũ đến đây hầu hạ các con là được, con cứ coi như nàng là nha hoàng thôi mà. Nha hoàng. Trong mắt Tây Lương Mạc lướt qua một tia châm chọc, sau đó chậm rãi nói, được thôi. Nếu mẫu phi đã nói vậy con dâu đương nhiên không thể từ chối, thế nhưng, Đức Vương Phi thấy Tây Lương Mạc đồng ý, trong lòng vui vẻ, lập tức nói, trinh mẫn con có điều kiện gì cứ việc nói. Tây Lương Mạc chậm rì rì nhấp một ngụm trà, nếu nàng là nha hoàng thông phòng mẫu phi phái tới thì sau này nàng chỉ cần ở lại trong viện tiểu vương gia dùng để đọc sách là được không có việc gì đừng tới thỉnh nguyệt các nàng không phải thị thiếp đương nhiên không cần lập quy củ đức vương phi sửng sốt ngay cả tỉnh vũ cũng choáng váng nàng quýnh lên liền nói thiếu vương phi sao ngươi có thể để nô tỳ làm nha hoàng thông phòng vậy chẳng phải ti tiện như tiện nhân tỉnh nương sao các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện Chương 95, Thiếu Vương phi, ngươi đang có ý gì? Tĩnh Vũ nhìn Tây Lương Mạc, vừa quất vừa giận. Sắc mặt đức Vương phi cũng tỏ vẻ không vui, bà nhăn mày nói, Trinh Mẫn, con nên biết Tĩnh Vũ ở bên cạnh ta nhiều năm, theo ta từ nhỏ đến lớn, gần như nửa nữ nhi, nếu gả cho nhà quan lại bên ngoài làm chủ mẫu cũng không quá đáng. Hôm nay là tâm tư của mẫu phi, hy vọng nàng có thể luôn ở trong phủ, nên mới gả nàng cho Phong Nhi người quen dù sao cũng tốt hơn những ả dụ dỗ khác mang từ ngoài vào, con giữ bên người cũng yên tâm hơn. Nghe vậy, Tây Lương Mạc xì lạnh, chính vì Tỉnh Vũ là người quen nên mới không yên tâm kìa. Nhưng trên mặt Tây Lương Mạc không hề hiện vẻ buồn bực, nàng không hề nhìn Tỉnh Vũ, chỉ khẽ nhấp trà nói, không phải mẫu phi nói để bên cạnh tiểu vương gia cùng con dâu làm người hầu hạ sao? Bên cạnh con dâu không thiếu người hầu hạ, có điều con dâu cũng biết thân thể mình không tốt, đương nhiên sẽ không ngăn trở mẫu phi ôm tôn tử, cũng phái người hầu hạ tiểu vương gia, thế nhưng, nàng thoáng dừng, thản nhiên nhìn đức vương phi cười, mẫu phi tốt xấu gì cũng nên nhớ con dâu là quận chúa nhất phẩm hoàng gia thân phong. Còn là tiểu thư dòng chính phủ tỉnh quốc công, nếu vừa qua cửa một tháng đã để phu quân nạp thiếp, người biết chuyện sẽ nói con dâu rộng lượng hiền đức, người không biết lại nghị luận hay là con dâu không được lòng phu quân, hoặc làm cái gì chọc giận nhà chồng, nếu không phu quân chính là kẻ sủng thiếp diệt thê loại tin đồn này nếu từ trong nhà truyền ra con dâu không còn thể diện chẳng lẽ vương phủ cũng ta sẽ còn thể diện nói đến thế đã có chút không khách khí nhưng trật tự ngay ngắn khiến đức vương phi ngẩn ra không biết nói gì cho phải tỉnh vũ là người thiếu kiên nhẫn trong lòng nàng vốn tràn đầy vui mừng chờ làm quý thiếp sao chịu làm thông phòng như tỉnh nương luôn bị nàng khinh bỉ Thiếu vương phi này nói có vẻ đường hoàng, thật ra không muốn để nàng hầu hạ tiểu vương gia, sợ nàng lấy mất sự sủng ái của tiểu vương gia đấy thôi. Thân phận cao quý cái gì, hiền hiếu có tiếng cái gì, chỉ là một ả đố phụ ghen tị. Nàng cắn răng nói, thiếu vương phi, nếu ngài không muốn để tỉnh vũ hầu hạ tiểu vương gia thì cứ nói thẳng là được. Cần gì mượn cớ nhiều như thế? Tỉnh vũ còn chưa dứt lời, hà ma ma ở bên đã đột nhiên tiến lên, không chút khách khí cho tỉnh vũ hai bạc tai. Hai tiếng bạc tai giòn tan khiến cả Đức Vương Phi lẫn tỉnh vũ đều giật mình. Tỉnh vũ che mặt, nước mắt nháy mắt chảy xuống, nhìn về phía Đức Vương Phi cực kỳ uất ức kêu lên, Vương Phi. Nàng từ nhỏ lớn lên bên cạnh Đức Vương Phi, Đức Vương Phi gần như coi nàng là con gái, đừng nói động nửa móng tay nàng, ngay cả dạy dỗ cũng rất ít, hôm nay bỗng bị tắt hai cái khiến nàng vừa thẹn vừa giận. Đức Vương Phi lập tức đứng dậy ôm lấy tỉnh Vũ, gương mặt đoan trang tao nhã liền trầm xuống trong nháy mắt, nổi giận đùng đùng trừng mắt với Hà Ma Ma, lại răng dậy tay lương mạc, trinh mẫn, thủ hạ của ngươi sao lại có tiện tì cả gan làm loạn như vậy, cũng dám động thủ trước mặt bản Vương Phi. Tay lương mạc nhướng mày không nói gì, ngược lại Hà Ma Ma lấy khăn tay ra lau tay, tiêu chuẩn hành cung lễ với Đức Vương Phi, nô tỳ Hà Thị là tư thiện nữ quan nhị phẩm bên cạnh Hoàng hậu Nương Nương từng phụ trách điều giáo cung nhân mới tiến cung. Hiện nay là ma giáo tập trong cung bang cho trinh mẫn quận chúa, bái kiến Đức Vương Phi. Một lời giới thiệu khiến gương mặt Đức Vương Phi cứng nhắc trong nháy mắt, bà thật không ngờ ma ma khí độ bất phàm bên cạnh Tây Lương Mạc là nữ quan bên cạnh Hoàng hậu Nương Nương, lời nói muốn Tây Lương Mạc trách phạt hà ma ma liền nghẹn trong cổ. Thì ra là hà nữ quan, thật là thất kính. Đức Vương Phi miễn cưỡng nở nụ cười, tiện thể nắm tay tỉnh vũ ý bảo nàng đừng kích động. Hà ma ma lộ ra một nụ cười không kêu không nịnh, nô tỳ không dám. Có điều vừa rồi thấy nha hoàng bên cạnh vương phi thật sự rất không có giáo dưỡng, dám nói năng va chạm chủ tử, nếu ở trong cung không thể tránh khỏi bị vả miệng thậm chí kéo tới thận hình tư. Nô tỳ nghĩ nếu nha hoàng này tương lai muốn hầu hạ bên cạnh tiểu vương gia, không biết lễ nghĩa, không hiểu tôn ti như vậy va chạm quý nhân, gây ra chuyện thì không phải một hai lời có thể tha thứ được. Đức Vương Phi gượng cười, là bản Vương Phi quản giáo không nghiêm, khiến ma ma chê cười. Tỉnh Vũ bị hà ma ma chê bai một phen. Thẹn quá thành giận, lại bị Đức Vương Phi nắm chặt tay, nàng chỉ có thể cắn răng nuốt ngược vào bụng, oán hận trừng mắt nhìn hà ma ma cùng tay lương mạc. Hà ma ma như phát hiện ánh mắt nàng, lạnh lùng cười với nàng, vị nha hoàng tỉnh Vũ này dường như không phục thì phải thế nào lẽ nào bản nữ quan nói sai rồi tĩnh vũ hết hồn sợ hà ma ma lại đánh nàng đành ngoan ngoãn cúi đầu đức vương phi tuy giận tây lương mạc không hiểu thời thế nhưng nhất thời không làm gì được còn tây lương mạc giống như không nhìn thấy sự xấu hổ của bà cũng không đứng ra hòa giải trong nhất thời thế cục khó xử cho đến khi tây lương mạc thấy nụ cười trên mặt đức vương phi sắp không giữ nổi nữa mới lạnh nhạt nói mẫu phi Tỉnh Vũ là người bên cạnh ngài, con dâu tự nhiên sẽ không bạc đãi nàng, muốn cất nhắc làm thiếp không phải không thể, có điều cung nữ trong cung cất nhắc làm quý nhân cũng phải có lý do. Khi đó con dâu muốn nâng Tỉnh nương làm di nương cũng vì nàng có thai. Chờ Tỉnh Vũ có thai rồi con dâu sẽ cho nàng một viện riêng, đồng thời để nàng làm di nương. Cũng tốt cho dưỡng thai, thế nào? Đã nói đến bước này đức vương phi cũng phải nể thân phận Tây Lương Mạc huống hồ chuyện này đồn ra quả thật không dễ nghe, bà đành đồng ý, cũng tốt, vậy quyết định thế đi. Mẫu Phi còn chuyện gì cần dặn dò con dâu không? Nếu không lát nữa con dâu sẽ đến mẫu đơn cát của mẫu Phi thăm phu quân. Tây Lương Mạc không mặn không nhạt nói. Đức Vương Phi không được chào đón ở chỗ nàng đương nhiên không muốn ở lại lâu hơn nữa, nhân tiện nói còn có chuyện cần xử lý liền đứng dậy rời đi. Thấy tỉnh Vũ như còn muốn nói gì, Đức Vương Phi nắm chặt bàn tay nàng, tỉnh Vũ đành ấm ức cúi đầu, không cam lòng đi theo Đức Vương Phi rời khỏi thỉnh Nguyệt Cát. Trên đường quay về mẫu đơn cát, tỉnh Vũ luôn chờ Đức Vương Phi nói chuyện mà Đức Vương Phi vẫn mặt mày âm trầm, không hề có ý nói một câu, cuối cùng tỉnh Vũ không nhịn nổi nữa, bước nhanh lên vài bước, vương tay ngăn phía trước Đức Vương Phi, nàng nhìn chầm chầm Đức Vương Phi nói, Vương Phi, ngài đã nói sẽ cho tỉnh Vũ làm quý thiếp, hôm nay đừng nói đến quý thiếp, ngay cả một tiện thiếp cũng không bằng, chỉ là một nha hoàng thông phòng, ngài không cảm thấy nên có một lời giải thích với tỉnh Vũ sao. Đức Vương Phi vốn bị mất mặt ở chỗ Tây Lương Mạc, nay trong lòng đang nghẹn giận, không biết nói năng thế nào với tần đại quản gia, không ngờ tỉnh Vũ cũng hùng hổ như vậy, dáng dấp chất vất khiến Đức Vương Phi trong lòng bốc lửa, giơ tay tác thẳng lên mặt tỉnh Vũ, mắng, tiện nhân, ngươi nói năng với chủ tử như thế à chẳng trách vừa rồi hà ma ma kia dạy dỗ ngươi, quả là bản vương phi đã quá dung túng ngươi. Tỉnh vũ ôm mặt, không dám tin nhìn đức vương phi, đôi mắt hạnh ngập đầy nước mắt. Nhà hoàng ma ma khác thấy bầu không khí không ổn liền thông minh lùi lại rất xa. Đức Vương Phi thấy tỉnh vũ như vậy thương hại cực kỳ, dù sao cũng là cốt nhục của bà, từ nhỏ lại yêu thương lớn lên, trong nháy mắt đã mềm lòng, tiến lên muốn kéo tay nàng, vũ nhi, Ngươi nên hiểu được sự khó xử của bản vương phi, vốn nếu một năm sau Trinh Mẫn quận chúa không có thai tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận nâng ngươi làm di nương, nhưng hiện nay nàng mới gả tới một tháng. Làm vậy có phần quá đáng, bản vương phi cũng không tiện đáp lời phủ tỉnh quốc công cùng trong cung, người chờ thêm chút nữa, nhưng Tỉnh Vũ bỗng hất tay bà ra, lạnh mặt nhìn bà, ngươi không cần giải thích với ta, ngươi chỉ chứng mắt ta mà thôi, ta và Tư Hàm Ngọc đều chảy dòng máu của ngươi nhưng nay nếu đổi thành người kia, đừng nói là làm thiếp, dù là chính thê ngươi cũng vắt ốc nghĩ cách đẩy trinh mẫn quận chúa xuống, giúp tư hàm ngọc ngồi lên vị trí kia, còn ta xuất. Thân đê tiện, trời sinh nên làm nha hoàng hầu hạ người ta. Có phải không? Lời vừa nói ra khiến Đức Vương Phi cảm thấy như bị sét đánh ngang tai, vừa sợ vừa không thể tin nhìn tỉnh vũ, bà run run lạnh lùng nói, ngươi. Ngươi vừa nói gì, là ai? Là ai nói với ngươi những lời này, là ai? Nhìn đức vương phi trừng mắt dựng mày, Tĩnh Vũ chỉ cảm thấy trong lòng lạnh giá, nàng che mặt, hai mắt đẫm lệ buồn bã nhìn đức vương phi, cắn răng thấp giọng hô, ta ngược lại hy vọng những lời này là giả, Tĩnh Vũ ta đã tạo nghiệp gì mà đời này lại có một người mẹ nhẫn tâm tuyệt tình như ngươi. Dứt lời, nàng quay người vừa khóc vừa chạy. Chỉ còn lại đức vương phi như hoàn toàn mất hết sức lực. Đức Vương Phi sững sờ đứng tại chỗ rất lâu, cảm thấy lời nói cùng ánh mắt chán ghét của tỉnh Vũ như đau cắt vào tim, lẽ nào bà còn chưa đủ yêu thương nàng? Lẽ nào tất cả những gì nàng đã làm không phải vì nàng hay sao? Đức Vương Phi ôm lồng ngực nhói đâu, trung rẩy không ngừng, phía sau lập tức có ma ma đỡ lấy bà, trung giọng nói, Vương Phi, cẩn thận. Đức Vương Phi giờ mới như bừng tỉnh, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt vừa rồi những lời kia bị hô ra ngay trước mặt những người trên đường. Bà lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, phát hiện đang là giữa trưa, trên đường không người nào khác, chỉ có mấy nha hoàng, ma ma bà dẫn theo, tim bà hơi bình tĩnh lại. Sau đó Đức Vương Phi nhìn về phía ma ma đang đỡ mình, lạnh lùng hỏi, các ngươi vừa nghe thấy cái gì? Đám ma ma, nhà hoàng này lập tức cúi thấp đầu, đồng loạt trung lên, nhưng vẫn thấp giọng nói, chúng nô tỳ không nghe thấy gì hết gió lạnh thổi qua như muốn ngưng tụ tất cả hơi lạnh thành băng trên người những nô tỳ này. Bọn họ không dám thở mạnh một tiếng, chỉ yên lặng chờ đời, khẩn cần chủ tử từ bi. Đức Vương Phi im lặng một hồi, bỗng mờ mịt cười cười, các ngươi đều là người theo ta nhiều năm, bản Vương Phi đương nhiên biết các ngươi trung thành, nếu không nghe thấy gì là tốt nhất, nếu để bản Vương Phi nghe được chuyện gì luyên thuyên thì đừng trách bản Vương Phi không nể tình. Lúc này đám phó tỳ mới thở vào một hơi, trên mặt hiện lên vẻ cảm kích, nhưng họ không nhìn thấy một giây khi Đức Vương Phi xoay người. Trên gương mặt dịu dàng tao nhã bỗng toát ra một tia vạn vẹo dữ tợn. Bà lạnh lùng nhìn con đường phía trước, thầm nói. Những người này, không thể để lại bất cứ ai. Bởi chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Chờ Đức Vương Phi dẫn đám phó tỳ đi khỏi, trên con đường không một bóng người xuất hiện một bóng người mặc trang phục sai vạt, tay cầm lồng chim chậm rì rì đi ra, Thiếu niên 13, 14 tuổi nhìn bóng lưng Đức Vương Phi, lộ ra một nụ cười đáng yêu lại lạnh giá dị thường, xoay người đi về phía thỉnh Nguyệt Các. Bạch Ngọc đang ra ngoài bưng nước nóng chuẩn bị hầu hạ Tây Lương mặt rửa mặt chải đầu, lát nữa nghỉ trưa xong sẽ đi mẫu đơn các thăm tư lưu phong. Nàng vừa quay đầu bỗng thấy một gương mặt thiếu niên thanh tú đáng yêu không gì sánh được xuất hiện trước mặt mình, ngọt ngào gọi nàng, Bạch Ngọc tỷ tỷ. Trên mặt Bạch Ngọc nở một nụ cười, vương tay gõ trán hắn, tiểu lục tử, tiểu bạch của ta đâu? Không phải ngươi dẫn nó đi bắt sâu ăn à? Tiểu lục tử sờ sờ cái trán, có chút ấm ức lầu bầu, tỷ tỷ chỉ nhớ tiểu bạch. Con chim háo sách kia nào có đi ăn sâu, nó chỉ nhớ thương con quả mái trên cây kia kìa, chẳng thấy ngươi nhớ thương người ta bao giờ. Nhưng hắn vẫn đưa lồng chim bằng sắt cho bạch ngọc, thuận lợi nhận lấy chậu nước nóng bằng đồng khắc chim khách đậu cành mai trên tay nàng. Bạch Ngọc bật cười, tiểu lục tử, ngươi ghen tị cái gì vậy chứ? Nói xong nàng tiện tay ôm con chim béo toàn thân đỏ thẩm hoa lệ từ trong lồng sắt ra. Tiểu Bạch đang giận tiểu lục tử nói nó háo sắc. Con chim báo lập tức không để ý tới ánh mắt âm trầm kinh khủng của tiểu lục tử. Đường hoàng cọ lên ngực Bạch Ngọc, tiện thể phát ra tiếng cạc cạc thoải mái. Trừng, trừng, trừng cái rắm, ông đây cứ thích cọ đậu hũ của tiểu Ngọc Nhi đấy, hừ tiểu lục tử nguy hiểm nheo mắt lại sớm muộn gì cũng có một ngày hắn thiến con chim thối này có điều hiện nay còn chuyện khác cần làm hắn liền hỏi bạch ngọc đúng rồi tiểu thư đã nghĩ chưa bạch ngọc lắc đầu cười nói chưa đâu cùng vào đi tiểu lục tử không vô cớ tới tìm tiểu thư nhất định có chuyện quan trọng bạch ngọc dẫn tiểu lục tử đi gặp tây lương mạc tiểu lục tử kể tất tần tật chuyện vô tình thấy trên đường cho tây lương mạc nghe tây lương mạc nghe vậy lập tức hứng thú nhướng mày sao ngươi thật sự không nghe sai chẳng trách nàng luôn cảm thấy tỉnh vũ không giống nha hoàng bình thường thì ra còn có tin tức như vậy đức vương phi này nhìn có vẻ trinh tỉnh hiền thục không ngờ cũng không kìm nén được cô đơn có tư tình con riêng với người đàn ông khác còn to gan dẫn theo bên cạnh tiểu lục tử gật đầu khẳng định vâng thuộc hạ đảm bảo không nghe sai tây lương mạc suy nghĩ một chút dặn dò tiểu lục tử vương phi có thể ngồi ở vị trí này lâu như vậy nhất định không phải người nhân từ người cùng mỹ thất nghĩ biện pháp chọn hai người yên lặng trong đám vú già cứu ra sau đó giao cho bạch ma ma bảo bà che giấu đưa đến thôn trang của ta sau này sẽ có chỗ trọng dụng nhìn tiểu lục tử rời đi nàng lộ ra vẻ mặt như cười như không nàng đang lo không biết làm thế nào phá vỡ cục diện đức vương phủ này nay một lưỡi dao sắc đưa vào tay đúng là cơ hội tốt trên trời rơi xuống tĩnh vũ quả là quân cờ hay có điều ai sẽ là gian phu đây tây lương mạc nói như tự nhủ bạch ngọc thì thấp giọng nói ngài không cảm thấy tần đại quản gia có địa vị quá mức trong vương phủ sao tây lương mạc vuốt thân thể mềm mại mập mạp của tiểu bạch ánh mắt trong trẻo lạnh như tuyết đúng vậy một người khuê phòng tịch mịch một người giả tâm khó giấu đúng là một đôi tuyệt phối lại nói đến bên này đức vương phi trở về mẫu đơn cát vừa sai người tìm tần đại quản gia về vừa sai người lập tức bịt miệng mấy nha hoàng bà tử nhốt vào phòng củi còn khiến người đi tìm tỉnh vũ sợ nàng gặp chuyện không may thật sự đã đau lòng lại hao sức lúc này tỉnh vũ đang ở một nơi không ai ngờ tới ông một thiếu nữ mặc trang phục nha hoàng khóc như mưa đức từng khúc ruột hương tỷ tỷ ngươi nói thế là vì sao vì sao mẫu phi lại làm thế với ta? Chỉ có ở đây nàng mới dám gọi vương phi một tiếng mẫu phi, ở trước mặt thiếu nữ này nàng mới dám nói mình là tiểu thư vương phủ. Thiếu nữ kia có một gương mặt hết sức bình thường. Chính là thiếu nữ đã xuất hiện trong phòng cẩm nương, không, tỉnh nương bày mưu tính kế hãm hại tây lương mạc. Nàng vỗ nhẹ lên lưng tỉnh vũ, nhẹ giọng an ủi, vũ muội muội ngươi phải biết tất cả đều là số mệnh, không ai có thể kiểm soát được, Ai bảo chúng ta không phải con dòng chính danh chính ngôn thuận?" Tỉnh Vũ thẳng lưng lên, lau nước mắt căm giận nói, "Con dòng chính, con dòng chính quan trọng thế à? Lẽ nào thứ xuất không phải người, ta cũng là miếng thịt rơi ra từ bụng bà ấy, dựa vào cái gì lại thấp hèn hơn Tư Hàm Ngọc?" "Không công bằng." Thiếu nữ kia hít vào một tiếng, nói như cực kỳ cay đắng, "Tư Hàm Ngọc là quận chúa danh chính ngôn thuận, sau này người cưới nàng sẽ là đệ tử nhà cao cửa rộng." những người như chúng ta chỉ có mệnh để người ta sắp xếp vương phi không gả ta cho một kẻ ăn chơi trác tán ta đã thỏa mãn rồi dù sao ngươi vẫn khác vẫn gửi hồn từ trong bụng vương phi mà ra nếu như nếu như cái gì tỉnh vũ lập tức nhìn nàng đầy hy vọng nàng không muốn chỉ làm một nha hoàng thông phòng thấp hèn từ khi biết được bí mật thân thế mình từ chỗ hương nhi nàng liền hy vọng có một ngày có địa vị tương xứng thiếu nữ tên hương nhi kia nhìn tỉnh vũ như rất do dự nếu như không còn hàm ngọc ngươi không phải sẽ thành con gái duy nhất của vương phi à không còn hàm ngọc tỉnh vũ thì thào sau đó hết hồn nhìn về phía thiếu nữ kia sắc mặt hơi tái nhợt ngươi đang nói đang nói hương nhi ghé bên tai tỉnh vũ nói thầm đúng vậy nếu không còn tư hàm ngọc vương phi đương nhiên chỉ có thể dành tất cả tình yêu cho ngươi nếu muốn lên làm chính thê của Phong ca ca cũng không phải không có hy vọng. Lời nói của Hương Nhi như một nghìn bàn tay nhỏ vuốt ve trong lòng nàng, tràn ngập dụ dỗ, tỉnh vũ do dự hồi lâu cuối cùng không nhịn được hỏi, vậy, ta phải làm thế nào? Trong mắt Hương Nhi bốc lên ánh lửa kỳ lạ, nàng nhẹ giọng phân tích dặn dò bên tai tỉnh vũ. Hồi lâu sau, nhìn tỉnh vũ hồn bay phách lạc rời khỏi, một bà lão từ gian phòng bên cạnh xốc mành đi ra, cầm một chậu nước cùng một hộp trang điểm đặt lên bàn, nhìn thiếu nữ nói, nha đầu kia mắt câu rồi. Hương Nhi lạnh lùng cười, vàng đỏ nhỏ lòng son. Nàng có thể từ chối lời đề nghị của ta mới là lạ. Nàng vương tay dính nước chậm rãi xoa dọc theo thái dương của mình, chỉ chốc lát sau, một chiếc mặt nạ da người hoàn chỉnh rơi trên lòng bàn tay, lộ ra gương mặt cực kỳ tinh xảo như một con búp bê mỹ lệ, chính là nhị tiểu thư Đức Vương Phủ, Tư Hàm Hương bà lão dùng bồn nước cùng hộp trang điểm trang điểm lại cho tư hàm hương, giúp nàng thay bộ trang phục tỳ nữ ra, thu dọn sạch sẽ rồi mới đưa tư hàm hương ra ngoài. Tư hàm hương xác định bốn bề vắng lặng mới quay đầu nói với bà lão, tân ma ma. Ngươi đừng tiễn xa, nếu để người ta thấy ta ở đây sẽ không hay. Tân ma ma lập tức gật đầu, thấp giọng nói, tiểu thư, ngươi phải cẩn thận một chút, ta thấy trên mẫn quận chúa kia không giống người bình thường, hình như còn có chút võ công. Sao? Chị dâu nhỏ của ta còn biết võ công cơ à? Vậy là tốt nhất. Tư hàm hương cười hì hì, đôi mắt to chuyển động, mặt mày tràn đầy ý không tốt. Nàng như nghĩ tới cái gì liền vội vã rời đi. Đường ranh giới, Đức Vương Phi tìm được tầng đại quản gia lại phát hiện tầng đại quản gia không tiết lộ thân phận của tỉnh Vũ cho nàng. Trong lòng hai người nhất thời cảnh giác Chờ tỉnh vũ trở về ép hỏi rất lâu, tỉnh vũ luôn một mực nói mình vô tình nghe bọn họ nói chuyện mới phát hiện thân thế của mình. Đức Vương Phi cùng Tần đại quản gia thấy không ép hỏi được cái gì, cũng chỉ nửa tin nửa ngờ tạm thời tin tỉnh vũ. Đức Vương Phi khuyên tỉnh vũ chấp nhận thân phận nha hoàng thông phòng, chờ có thai lại nâng địa vị cho nàng làm di nương, lại không ngờ con gái mình chưa hài lòng với thân phận di nương này, còn có giả tâm lớn hơn nhưng tỉnh vũ vẫn dịu ngoan đồng ý vương phi. Không ầm ý không làm loạn, khiến đức vương phi thở vào nhẹ nhõm, sai người đi xử lý những vú già hôm nay nghe được lời không nên nghe. Bà nào biết tỉnh vũ quay người liền mượn bóng đêm đi tìm tầng đại quản gia, quỳ trên mặt đất nói với tầng đại quản gia một kế hoạch có thể gọi là ác độc. Đồng thời rơi nước mắt như mưa nhìn tầng đại quản gia nói, nếu phụ thân không đồng ý với Vũ Nhi, Vũ Nhi còn sống có ý nghĩa gì? chi bằng chết theo hải ca ca đi phụ thân đừng quên hải ca ca đã chết thế nào tần như hải cùng tỉnh vũ là anh em cùng cha khác mẹ tỉnh vũ biết thân thế của mình là chuyện gần đây cho nên căn bản không có tình cảm gì với tần như hải nhưng lúc này nàng không ngại ra vẻ huynh muội tình thâm lúc đầu nghe kế hoạch này tần đại quản gia gần như từ chối không chút do dự nhưng sau đó nghe tên tần như hải quả nhiên thay đổi chủ ý tuy tần đại quản gia căm tức vương phi không thực hiện lời hứa tranh giành vị trí quý thiếp cho tỉnh vũ nhưng càng hận tây lương mạc không thức thời lấy thân phận đè người hơn nữa tử y khách vì cứu tây lương mạc cùng tư lưu phong mới giết tần như hải còn dùng thủ đoạn hết sức tàn nhẫn nhớ tới con trai mình chết thảm tim tần đại quản gia lại đau như dao cắt huống hồ lúc này tỉnh vũ là huyết mạch duy nhất của hắn nếu sau này có hy vọng chiếm được giang sơn thân phận tỉnh vũ nước lên thì thuyền lên cùng là con gái của vương phi khác gì đệ tử vương hầu khác vì vậy ánh mắt hắn lướt qua một tia tàn bạo gật đầu nói được vi phụ đương nhiên đồng ý với con tỉnh vũ thế mới nín khóc mỉm cười mặt mày tỏa sáng gần như nhìn thấy mình mặc một thân hoa phục đứng bên tư lưu phong trong một phủ mỗi người một tâm tư đều mang ý xấu trong bóng đêm nồng đậm này hơi thở quỷ âm chậm rãi lan tràn mà người duy nhất hoàn toàn không biết gì chính là Tư Lưu Phong bệnh nặng trên giường, trong lúc mơ mơ màng màng hắn chỉ cảm thấy bên cạnh thêm một thân thể mềm mại thơm lạnh, giảm bớt cảm giác nóng cháy mà cơn sốt cao mang đến, hắn vô thức ôm lấy thân thể kia, khẽ nỉ non, Mạc Nhi, tỉnh vũ cứng đờ, đáy mắt hiện lên một tia phẫn hận, nhưng cảm giác hưng phấn vì ước muốn nhiều năm thành hiện thực khiến nàng bình tĩnh lại. Vương đôi tay mềm mại ôm lấy Tư Lưu Phong, gối đầu lên vai hắn trong thỉnh nguyệt cát, đồng thời cũng có một đôi đang ngủ chung. Thế nào? Nghĩ đến tư lưu phong cùng nha đầu kia nên ghen không ngủ được. Giọng nói dễ nghe lại luôn mang theo âm thanh như ma quỷ của Bách Lý Thanh vang lên bên tai Tây Lương Mạc, cánh tay ôm eo nhỏ của Tây Lương Mạc thắt chặt hơn, có chút không hài lòng vì nàng không yên lòng. Người mới ghen đến không ngủ được, ta đang nghĩ làm sao tầng đại quản gia có lá gan lớn như thế, ngay cả Vương Phi cũng dám thông đồng giả tâm của hắn không nhỏ đâu. Tây lương mặt lười biến nằm trên giường, hơi khó chịu muốn tránh khỏi cánh tay ôm eo mình. Bách Lý Thanh trực tiếp dùng sức kéo tay lương mặt tới dưới thân, như một đại yêu thú giam cầm tiểu thú mình yêu chiều, chậm rãi vươn tay nghịch tóc nàng, thỉnh thoảng xoa nắng bờ vai tuyết trắng lộ lộ của nàng. Thiên lý giáo này 89 chín phần 10 do tầng đại quản gia thành lập, vi sư thấy ý đồ của hắn sợ rằng không chỉ là đứng đầu một giáo, ngược lại như muốn vấn đỉnh đại bảo, tranh giành Trung Nguyên. Bách Lý Thanh xoa nắng vô cùng tốt, Tây Lương Mạc được hắn vuốt ve cực kỳ thoải mái, hơi nheo mắt lại, vâng, Đồ Nhi cũng nghĩ vậy, có điều Tần Đại quản gia nhìn có chút mưu lược nhưng nếu nói hắn dùng vài chục năm thành lập thiên lý giáo thì hơi đề cao hắn, sao sư phụ không sai thám tử tư lễ dám điều tra căn nguyên của thiên lý giáo? Thế nào? Ngươi hoài nghi phía sau thiên lý giáo còn có người khác. Bách Lý Thanh như chơi thành nghiện, Thấy Tây Lương Mạc hưởng thụ cũng có cảm giác thành công, thường ngày được người ta hầu hạ quen hiếm khi nào hăng hái hầu hạ người khác như hôm nay. Hắn liền sử dụng hết kỹ thuật của đám tiểu thái giám, chậm rãi xoa bóp trên người Tây Lương Mạc. Ừm. Ta cảm thấy thế. Sư phụ, ngươi. Ừm. a à. Thật thoải mái. Đừng dừng lại. Tây Lương Mạc bị xoa đến gân quốc tê dại một chỗ xương khớp mỏi bị nắm đến liền không nhịn được thấp giọng kêu cố tình bách lý thanh cứ thích chọn chỗ mềm của nàng mà nắm chưa bao lâu đã nắng đến mức nàng đổ mồ hôi đầm đìa thân thể tê dại được rồi sư phụ được rồi dừng đi không cần hử thật sự không cần à không cần nữa thì gọi hai tiếng dễ nghe coi giọng nói ma quỷ của bách lý thanh vang bên tai tây lương mạc dụ dỗ ý xấu cắn lên vành tai bạch ngọc của nàng. Tây Lương Mạc cảm thấy trên người lại thêm một trận tê dại mới giật mình cảm thấy không đúng, lời nói vốn bình thường nói ra lại biến vị, tiếng kêu của mình nghe có vẻ mờ ám vô cùng, sắc mặt không khỏi ửng đỏ. Sư phụ, chúng ta nói chính sự đi. Tây Lương Mạc thở dài một hơi, định vương tay đẩy mặt Bách Lý Thanh ra. Hôm nay hắn vừa về liền chạy tới thỉnh Nguyệt Cát, nàng cũng muốn thương lượng với hắn tin tức nghe được sáng nay nên mới không từ chối hắn. Có điều dường như thằng nhãi này hoàn toàn không để chính sự trong lòng. Vi sư đang nói chính sự đấy thôi, chính sự gian phu dâm phụ nha. Bách Lý Thanh mỉm cười, dưới ánh nến mông lung, mặt mày tỏa hương, da sáng như ngọc. Sắc mặt tây lương mặt bất giác hồng hồng, cắn răng thấp giọng nói, còn như vậy sau này sư phụ đừng tới nữa thấy tiểu hồ ly trong lòng thật sự sẽ giận dỗi bỏ đi bách lý thanh dùng một tay kéo mắt cá chân nhỏ bé của nàng lần nữa kéo tay lương mạc về lòng mình vẫn cắn lỗ tai nhỏ của nàng đừng giận trò cưng dù sao chúng ta diễn trò phải diễn từ đầu đến cuối bằng không chẳng phải có lỗi với người tới trình coi tay lương mạc nghe vậy ngừng động tác chống cự lập tức cảnh giác lên hơi ngưng thần nhìn về phía cửa sổ sư phụ có tính toán gì không nếu Bách Lý Thanh sớm đã phát hiện có người nhìn trộm lại không ra tay giết người kia hoặc cưỡng chế rời đi, thì nhất định là hắn có kế hoạch. Người kia ở trên nóc nhà là cao thủ nội lực, không ngờ thiên lý giáo còn có nhân tài như vậy. Bách Lý Thanh dính sát bên tai Tây Lương Mạc thì thầm, tiện thể như vô tình lột cái yếm của nàng. Tây Lương Mạc một lòng một dạ nghĩ chính sự, không hề phát hiện hành động mờ ám của hắn, chỉ nhăn mày thấp giọng nói, vì sao tần đại quản gia phái người tới bình thường không thấy ai tới trình thỉnh nguyệt cát. Hôm nay nàng mới phát hiện bí mật của Đức Vương Phi, thỉnh nguyệt cát liền bị người giám sát, lẽ nào để lọc tiếng gió. Vì sao không giải quyết người kia, nếu bí mật của chúng ta bị phát hiện? Tây lương mặt bỗng cảm thấy trên người mát lạnh, vô thức ôm ngực, đỏ mặt tàn bạo chữ nhỏ yêu nghiệt kia, ngươi làm gì vậy? Còn lo người kia chưa xem hết ta à? Bách Lý Thanh Thuận lợi hạ gục nàng, cười như không cười nói với thiếu nữ dưới thân, lát nữa để mị nhất cùng đi chẳng phải sẽ biết người kia là bắt kẻ thông dâm hay có mục đích riêng à. Về phần cái khác, yên tâm, vi sư sẽ bảo vệ sự trong sạch của ngươi. Tây lương mạc liếc hắn cười nhạt, có sư phụ ở đây. Đồ nhi còn có thứ gọi là trong sạch này à. Bách Lý Thanh nhướng mày nhìn nàng, chỉ chốc lát sau đã ưu thương hít vào một hơi, nếu đồ nhi ngươi muốn hủy sự trong sạch của vi sư như vậy, vi sư đành hiến thân vì nghĩa lớn vậy. Tây lương mạc, cái gọi là hương nùng mộng tiếu khai kiều yếp, miên hoàng áp lạc hoa. Điệm văn sinh ngọc quảng, hương hãng tẩm hồng sa. Trích từ bài vịnh nội nhân trú miên, vịnh vợ ngủ trưa của tiêu cương. Dịch, mộng cười lúng đồng tiền. Búi tóc đè hoa rơi. Chiếu tre nâng tay ngọc. Mồ hôi thấm lụa tươi. Vị thượng khách nhìn lén xuân tình ấm áp trong phòng trong mắt có lửa, trong lòng rối loạn, cố tình không thấy rõ gì hết. hắn quan sát một hồi, cuối cùng thầm mắng một câu: "gian phu dâm phụ". rồi mượn bóng đêm bay đi. không ngờ phía sau mình đã có một cái bóng đi theo từ lúc nào, theo đuôi như quỷ ngay phía trên hắn. nếu lúc này có người nhìn thấy, sợ rằng sẽ trợn tròn mắt, sợ đến hôn mê bất tỉnh. thượng khách nóc nhà rẽ ngang rẽ dọc bảy tám lần rồi vào một căn phòng, lật khăn che mặt lộ ra gương mặt trung niên thư sinh nhã nhặn chính là Tần Đại quản gia. Tỉnh Ngôn đang theo Hà Bao trong phòng càng hoảng sợ, thấy rõ người tới liền tiến lên đón, nói có chút căng thẳng, "Đại quản gia, thế nào rồi, có chắc chắn không?" Tần Đại quản gia ngồi xuống giường sưởi, uống trà Tỉnh Ngôn đưa cho, cười nhạt một tiếng, "Chuyện hôm nay Vũ Nhi nói ta còn thấy có chút phiền phức, không ngờ dễ dàng thành công." Trinh Mẫn quận chúa hiền lương thuộc đức cái gì, cũng chỉ là một tiểu tiện nhân không chịu nổi cô đơn ngay cả loại người như tử y khách cũng thông đồng. Tỉnh ngôn kinh ngạc nói, cái gì? Tần đại quản gia hừ một tiếng, trong mắt đầy khinh bỉ, vốn còn nghĩ làm thế nào sắp xếp đối tượng ngoại tình cho trinh mẫn quận chúa, ai ngờ hôm nay ta đi đã thấy ả cùng tử y khách kia đang điên loan đảo phượng. Tỉnh ngôn nghe vậy lớn tiếng cười, chuyện này cũng không thể trách quận chúa, nàng gả vào vương phủ một tháng, tiểu vương gia không bị bệnh thì cũng bị đại phu dặn dò không thể cùng phòng, cô đơn là đương nhiên. Tần đại quản gia thấy tỉnh ngôn mặt mày hàm xuân, bỗng nhớ tới cảnh xuân nhìn thấy đêm này, trong lòng ngứa ngáy liền tiến lên ôm lấy tỉnh ngôn đi vào phòng trong, ngày mai ngươi dẫn tử y khách đến Linh Lung Tháp ở hậu hoa viên đi, nếu chuyện thành bản đại quản gia sẽ có thưởng mạnh. Đại quản gia định ban cho cháu gái ta cái gì? Ngài không sợ vương phi lật đổ hũ giấm chua à? Tỉnh ngôn cười quyến rũ, ngón tay vẽ vòng vòng trước ngực tần đại quản gia đại quản gia khinh thường hừ một tiếng đáy mắt hiện lên một mũi nhọn bà già ương ngạnh kia sớm muộn gì cũng có một ngày ta khiến bà ta biết cái gì gọi là hạ đường phụ vậy tỉnh ngôn có thể làm vương phi của đại quản gia không đương nhiên đương nhiên đại quản gia đá cửa tiện thể che đi cảnh xuân đầy phòng bọ ngựa rình ve chim sẻ ở phía sau một bóng đen lẳng lặng trượt ra ngoài cửa tan vào bóng đêm sáng sớm ngày hôm sau nắng sớm chớm hạ bông tuyết nhỏ bay lả tả một đêm gió lạnh rã rít không biết một cơn gió lạnh từ nơi nào luồn vào khiến tư lưu phong giật mình một cái nhanh chóng tỉnh lại hắn vừa động đậy đột nhiên phát hiện trong chăn của mình có một thiếu nữ xinh đẹp thân không mảnh vải nhìn kỹ mới thấy là đại nha hoàng tỉnh vũ bên cạnh mẫu thân lập tức càng hoảng sợ đang định tức giận lại thấy tây lương mạc dẫn hai nha hoàng lạ mặt đi vào từ khi nào nhàn nhạt nhìn hắn nói tiểu vương gia chúc mừng ngài được mỹ nhân, sau này tỉnh vũ chính là nha hoàng thông phòng của ngài rồi. Tư Lưu Phong kinh ngạc, vương tay bắt lấy tay lương mạc đang định rời đi, mặt đầy hoang mang, mạc nhi. Chuyện này là thế nào? Hắn nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện mấy ngày nay bệnh tình khi tốt khi xấu, phần lớn thời gian nằm trên giường bệnh, căn bản không biết đang xảy ra chuyện gì. Đáy mắt tay lương mạc như mang theo u sầu vất vưởng, ai oán nhìn hắn một cái, tỉnh vũ là thông phòng mẫu phi sắp xếp cho tiểu vương gia khi thiếp thân thân thể yếu đuối không thể hầu hạ tiểu vương gia sẽ do tỉnh vũ hầu hạ ngài chờ tỉnh vũ có thai sẽ nâng làm di nương dứt lời nàng không nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tư lưu phong chỉ lạnh nhạt nói với tỉnh vũ hai nha đầu này do mẫu phi ban cho ngươi sau này sẽ hầu hạ ngươi sáng sớm đức vương phi đã gọi nàng tới muốn nàng dẫn hai nha hoàng này cho tỉnh vũ đơn giản vì muốn nàng chính miệng thừa nhận địa vị của tỉnh Vũ. Tạ ơn thiếu vương phi. Tỉnh Vũ cầm chăn che thân thể, nói như cực kỳ ngượng ngùng, cũng không biết có cố ý lộ ra một đầu vai tuyết trắng kích thích ánh mắt mọi người hay không. Mạc Nhi. Tư Lưu Phong muốn nói gì nhưng Tây Lương Mạc khoát tay, mặc kệ bọn họ, chỉ xoay người dẫn nha hoàng của mình đi. Tư Lưu Phong lập tức muốn xuống giường. Mặc quần áo lại bị tỉnh vũ ôm thắt lưng, Tiểu vương gia, Lý Thánh Thủ nói thời gian này chàng không tiện di chuyển, chàng mau nằm xuống đi. Tư Lưu Phong đang vô cùng lo lắng, trước mắt tràn đầy vẻ mặt lãnh đạm của Tây Lương Mạc, ánh mắt nhìn tỉnh vũ không khỏi thêm vài phần kinh bỉ, hắn lạnh giọng quát, ngươi còn không buông tay. Tỉnh vũ thấy người trong lòng lo lắng vì nữ nhân khác tim đau như dao cắt, nước mắt liền lăn xuống, tiểu vương gia, thiếp thân biết thiếp thân đáng kinh, nhưng thiếp thân cùng chàng thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ đã ái mộ tiểu vương gia, nay thiếp thân không dám sánh vai với thiếu vương phi, vì vậy cam tâm tình nguyện hầu hạ tiểu vương gia, không cầu xin gì hết. Tư Lưu Phong nhìn tỉnh vũ khóc chấm rứt, không khỏi dừng động tác trên tay, dù sao hắn và tỉnh vũ quen biết nhiều năm, lại nghe tỉnh vũ thâm tình nói vậy, trong lòng không khỏi khẽ rung động. Thấy Tư Lưu Phong như có chút do dự, tỉnh vũ càng nũng nịu đáng thương, tiểu vương gia, dù chàng không thương tiếc tỉnh vũ cũng phải lo lắng cho thân thể của mình chứ. Dứt lời. Nàng như muốn đứng lên kéo tư lưu phong lại không cẩn thận trượt tay làm rơi chăn xuống, cảnh xuân lồ lộ, tư lưu phong lập tức đỏ mặt muốn quay đầu đi, nhưng tỉnh vũ quýnh lên không để ý gì hết ôm lấy tư lưu phong, tiểu vương gia, tư lưu phong, cuối cùng không đuổi theo. Kết quả này khiến đám đức vương phi cùng tần đại quản gia đều hài lòng gật đầu, thở vào nhẹ nhõm đường ranh giới con chim béo, thiếu vương phi, mời đi bên này. Nhà hoàng tỉnh hương bên cạnh tư hàm ngọc cười mở cửa linh lung tháp cho Tây Lương Mạc. Tây Lương Mạc nhìn linh lung tháp kia, tòa tháp chín tầng. Năm đó Đức Vương Gia chiến đấu ở biên cảnh Tây Bắc, lo lắng Tiên Vương Phi nhớ mong ông liền thỉnh thánh chỉ hạ lệnh công tượng xây cho Tiên Vương Phi, nhìn về phía Tây Bắc, đồng thời đặt theo tên Tiên Vương Phi, nếu Tiên Vương Phi nhớ ông có thể lên tháp nhìn về phía Tây, gửi gắm tư tình. Chuyện này đã từng là một giai thoại nặng tình đẹp để trong chốn kinh thành, chỉ có điều nay lão Đức Vương Gia cùng Tiên Vương Phi đều đã qua đời, bỏ lại một tòa tháp không khiến người thổn thức. Hàm Ngọc quận chúa thật sự chờ bản thiếu Vương Phi ở đỉnh tháp à. Tây Lương Mạc nhìn tỉnh hương, nhàn nhạt nói. Ánh mắt nàng bình tĩnh lạnh lùng như một tia sáng lạnh giá chiếu vào trong lòng tỉnh hương, khiến tỉnh hương cảm thấy một loại sợ hãi không chỗ che giấu. tĩnh hương lập tức cúi đầu cung kính nói, vâng, Hàm Ngọc quận chúa đang ở phía trên chờ ngài. Trong giọng nói bất giác lộ ra một tia run run. Tây Lương Mạc nhìn nàng, hơi nhướng mày không nói gì thêm, nhấc váy bước vào bảo tháp, Tĩnh Hương lập tức đi theo phía sau. Từng tầng bảo tháp xoay tròn lên trên, không biết vì sao luôn có một cảm giác vắng lặng bí bách giữa hai người khiến chân Tĩnh Hương mềm nhũn. Bỗng từ trên cao vang lên một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thương cắt ngang bầu không khí đè nén. Thê lương Mạc cùng tỉnh Hương đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bóng người từ trên cao rơi xuống, bộ quần áo tinh Mỹ kia giống con chim bị bẻ gãy cánh, tản ra một bóng dáng Mỹ lệ thê lương giữa không trung. Mà trong giây lát bọn họ ngẩng đầu liền thấy gương mặt của người rơi lầu. Gương mặt Mỹ lệ lại sợ hãi kia chính là Tư Hàm Ngọc. Dây tiếp theo, thân thể rơi xuống đất, tiếng xương khớp vỡ vụn vang lên. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 96, tỉnh hương sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, lập tức kéo tay lương mặt chạy lên trên, không xong, thiếu vương phi, chúng ta mau lên trên xem đi. Thế nhưng nàng kéo mạnh một cái lại như kéo phải tảng đá, tay lương mặt mảy may không động đậy, ngược lại chính nàng suýt chút nữa ngã xuống cầu thang, còn nhờ tay lương mặt nhanh tay kéo lại. Tỉnh hương nguy hiểm ổn định thân thể, lo sợ bất an nhìn tay lương mặt, một lát sau mới ấp úng nói, cảm tạ thiếu vương phi cứu giúp chúng ta nên mau chóng lên trên xem có chuyện gì đi. Tây Lương Mạc nhìn nàng, thản nhiên từ một tiếng rồi xoay người lên lầu. Tới đỉnh tháp, Tây Lương Mạc nhìn thoáng qua xung quanh một vòng, linh lung tháp có 9 tầng, phạm vi tầm nhìn vô cùng rộng, có thể thu hết phong cảnh kinh thành vào mắt, hơn nửa tầng trên cùng vô cùng tinh xảo xa hoa, thậm chí còn thấy một chiếc bàn trang điểm điêu khắc hoa lê, có thể thấy năm đó tiên vương phi quả thật được lão vương gia sủng ái có điều từ khi đức vương gia cùng tiên vương phi đều qua đời, nơi này không còn người tu sửa, nay tuy còn người quét tước nên không quá bụi bặm nhưng tất cả đều có cảm giác ẩm mốc. tây lương mạc nhìn hoàn cảnh như vậy hơi nhướng mày, trong lòng như có thứ gì đó vụt qua. thế nhưng còn chưa nắm được bóng dáng kia thì nàng chợt nghe một giọng nam trầm thấp vang lên, ơ, ờ, đây không phải thiếu vương phi đấy sao? tây lương mạc quay đầu nhìn lại không biết một người mặc áo tím đã đứng bên cửa sổ từ lúc nào hắn đeo trường kiếm khuôn mặt dài mắt nhỏ mũi thẳng miệng rộng vẻ mặt kinh ngạc nhìn thiếu vương phi người này không phải tử y khách trưởng môn phái hư vô ở hư vô sơn còn ai tiên sinh sao lại ở đây tây lương mạc như có chút kinh ngạc cùng lúc đó tĩnh hương ở bên đột nhiên phát ra tiếng kêu cực kỳ sắc nhọn a à, tĩnh hương ngươi tây lương mạc cao mày đang định nói gì thì dưới lầu vang lên tiếng bước chân, đồng thời có tiếng người ồn ào. Không xong rồi, hàm ngọc quận chúa rơi lầu. Mau, đi xem đi. Bắt lấy hung thủ đẩy quận chúa xuống lầu. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều bóng người xông lên cầu thang, nhìn khắp xung quanh, người dẫn đầu là tầng đại quản gia, hắn nhìn tây lương mạc cùng tử y khách, ánh mắt toát lên một tia hung dữ. Sau đó hắn nói với tỉnh hương như đang lạnh run ở bên, tỉnh hương, ngươi làm sao vậy? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vì sao hàm ngọc quận chúa rơi lầu? Tỉnh hương bịt lỗ tai, mắt rơm rớm, sợ hãi lắc đầu, ta. Ta không biết. Không biết. Nhưng ánh mắt nàng lại như vô cùng sợ hãi nhìn về phía tây lương mạc, sau đó lại như chạm vào thứ gì đó đáng sợ mà lập tức thu hồi ánh mắt, toàn thân lùi về phía sau. Mọi người hoài nghi nhìn tây lương mạc, cũng không ít người nhìn tử y khách. Tần Đại quản gia lập tức đứng ra chặn đường Tỉnh Hương. Vừa liếc Tây Lương Mạc vừa lạnh giọng nói với Tỉnh Hương, "Tỉnh Hương, ngươi không phải sợ, hôm nay có nhiều người ở đây, ngươi nhìn thấy gì cứ việc nói, mặc kệ đối phương là ai chúng ta đều sẽ mời Vương phi làm chủ cho ngươi, chúng ta cũng phải báo thù cho Hàm Ngọc quận chúa Hàm Oan mà chết." Tây Lương Mạc nhìn Tần Đại quản gia, Những mày thản nhiên nói, "Tần Đại quản gia không khỏi có chút võ đoán." chúng ta cũng vừa mới tới đây đã thấy hàm ngọc quận chúa rơi lầu không biết chuyện gì xảy ra có lẽ chính quận chúa không cẩn thận trượt chân ngã xuống làm sao ngươi biết nàng bị người ta đẩy xuống hàm oan mà chết trong tình cảnh này tuy từng lời của tây lương mạc là không thẹn với lương tâm nhưng người khác nghe lại thấy như dấu đầu hở đuôi tần đại quản gia thấy ánh mắt mọi người nhìn tây lương mạc ngày càng hoài nghi trong lòng tự đắc hắn cười lạnh một tiếng có phải hay không chỉ cần hỏi nhân chứng là biết lúc này tỉnh hương như thật sự được mọi người cổ vũ rốt cục lấy lại dũng khí bỗng chỉ tay vào tay lương mạc sắc bén nói là thiếu vương phi thiếu vương phi tự tay đẩy quận chúa xuống lầu mọi người ồ lên nhìn tay lương mạc không dám tin tay lương mạc thì lẳng lặng nhìn tỉnh hương vẫn là loại ánh mắt lạnh giá có lực xuyên thấu rất mạnh giống như muốn nhìn thẳng vào tim nàng khiến tỉnh hương không dám đối diện với nàng. Nàng nhàn nhạt nói, tỉnh hương, ngươi phải nghĩ cho kỹ, ngươi thật sự thấy ta đẩy hàm ngọc quận chúa xuống lầu chứ. Ta. Tỉnh hương do dự một chút, cuối cùng dưới ánh mắt cổ vũ của tầng đại quản gia, cắn răng kiên trì nói, đúng. Vừa rồi ta thấy thiếu vương phi đẩy quận chúa xuống lầu. Thiếu vương phi, đừng đe dọa nhân chứng. Tần đại quản gia từ trên cao nhìn xuống tây lương mạc, đáy mắt hiện lên vẻ kiêu căng lạnh lùng, như đã hoàn toàn bóp chặt Tây Lương Mạc trong lòng bàn tay. Tây Lương Mạc mắt lạnh nhìn tất cả người ở đây một cái, không biện giải gì, chỉ hờ hững nói, cùng đi gặp Vương Phi đi. Dứt lời, nàng xoay người thu tay xuống dưới tay áo, ưu nhã đi về phía cầu thang, mọi người lại bất giác nhường ra một con đường để thiếu nữ khí chất lạnh lùng bất khả xâm phạm này chậm chậm xuống lầu. Tu võ đường, chính là nghị sự đường mà lão đức vương gia tập võ cùng xử lý công vụ năm đó, nơi này cũng có không ít quan tướng vì làm việc không tốt mà bị quất roi hoặc đánh bằng gậy ngay tại chỗ. Bởi vậy, tu võ đường cũng là hình đường của đức vương phủ. Lúc này ở tu võ đường, đức vương phi đang ngồi trên ghế trên, sắc mặt bà tái nhợt lạnh lẽo nhìn thi thể được bao bằng vải trắng phía dưới, đó là con gái duy nhất của bà vào lão đức vương gia, tư hàm ngọc. Nàng nhận hết sự chiều chuộng của đức vương phi cùng tư Lưu Phong. Tính tình hoạt bát cũng rất được hàng quý phi cùng hoàng hậu nương nương trong cung để tâm, tất cả mọi người nói nàng là thiên chi kiêu nữ, tương lai nhất định sẽ xứng đôi với một hoàng tử hoặc quận vương thân phận cao quý. Nay thiếu nữ hoạt bát cao quý đã biến thành một thi thể lạnh lẽo, bởi rơi xuống đất mà thân thể nát thành từng mảnh, máu tươi nhiễm đỏ cán cứu thương, ngay cả mùa đông lạnh giá cũng không thể ngăn cản dòng máu chảy xuôi vẫn đang từng giọt, từng giọt nhỏ xuống. Mỗi một giọt máu chảy ra là một lần đức vương phi cảm thấy trái tim mình nhói đau, cho đến khi bà không thể chịu nổi tiếng cải vã được nữa. Tất cả im miệng cho ta." Bà đột nhiên sắc nhọn gầm lên, trong nháy mắt, người đang nằm miệng một lời lên án tay lương mạc đồng loạt ngậm miệng, sợ hãi nhìn về phía đức vương phi ngồi phía trên. Tư Lưu Phong ngồi bên trái nhìn tay lương mạc không biểu cảm đứng giữa sảnh đường sắc mặt hắn trắng bệch nhìn Đức Vương Phi, muốn nói một lời, mẫu Phi, mặt nhi nàng sẽ không, Phong Nhi. Lần đầu tiên Đức Vương Phi hung dữ nhìn Tư Lưu Phong, cái lạnh trên mặt khiến Tư Lưu Phong bất giác ngậm miệng. Lo lắng nhìn về phía Tây Lương Mạc. Hắn không tin Tây Lương Mạc sẽ đẩy Tư Hàm Ngọc xuống lầu, dù sao quan hệ giữa nàng và Hàm Ngọc luôn rất tốt, nàng có lý do gì phải làm vậy. Ánh mắt sắc bén của Đức Vương Phi lia về phía thiếu nữ ung dung đứng bên dưới, Trinh Mẫn, tỉnh hương nói ngươi đẩy Hàm Ngọc xuống lầu, đây có phải sự thật không? Tây Lương Mạc nhìn về phía Đức Vương Phi, thản nhiên nói, đương nhiên không phải sự thật, Hài Nhi có lý do gì để hại Hàm Ngọc đâu. Đức Vương Phi nhìn về phía tỉnh hương quỳ ở bên. Lạnh lùng nói, tỉnh hương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tình hình lúc đó thế nào? Ngươi còn không nói ra toàn bộ, nếu nói dối nửa lời, Bản Vương phi sẽ đánh chết toàn bộ già trẻ nhà ngươi. Đức Vương phi biết rõ, lên án một quận chúa sát hại một quận chúa khác, tội danh lớn thế này ngay cả bà cũng chưa chắc có thể xử lý được. Có điều Tĩnh Hương là nô tài nhiều đời, nàng ta cũng không có lý do gì mạo hiểm hãm hại Tây Lương Mạc, vì vậy Đức Vương phi nhất định phải hỏi rõ ràng. Tĩnh Hương quỳ trên mặt đất, nói như cực kỳ hoảng sợ, buổi sáng hôm nay Hàm Ngọc quận chúa nói nàng muốn mời thiếu vương phi buổi chiều đến Linh Lung Tháp ngắm cảnh tuyết, vì vậy sáng hôm nay nàng muốn lên tháp trước xem có gì cần bố trí hay không, nên nô tỳ cùng quận chúa lên Linh Lung Tháp. Có điều khi đi tới tầng thứ 8, nô tỳ không cẩn thận trật chân, quận chúa bảo nô tỳ đi chậm lại, còn nàng đi lên trước. Tỉnh Hương hơi dừng lại, như nhớ lại điều gì đáng sợ nên thân thể run rẩy, sau đó quận chúa liền đi lên, rồi nô tỳ ở dưới lầu nghe được quận chúa kinh ngạc kêu a à một tiếng. Sau đó quận chúa lớn tiếng chất vấn thiếu vương phi, nàng hỏi vì sao thiếu vương phi lại cùng tử y khác ở đây. Ở đây, tần đại quản gia lập tức ép hỏi, ở đây làm gì? Tỉnh hương đỏ mặt đáp, nàng hỏi vì sao thiếu vương phi cùng tử y khách gặp riêng trên đỉnh tháp, quần áo còn sộc sệt, mọi người phút chốc ồ lên, nhìn tay lương mạc khe khẽ nói nhỏ, ngay cả tư lưu phong cũng sắc mặt tái mét, hắn không dám tin nhìn về phía Tây Lương Mạc, nhưng khi thấy gương mặt bình tĩnh của Tây Lương Mạc tâm tình lại trầm xuống. Sẽ không, Mạc Nhi sao có thể coi trọng kẻ giang hồ thô tục như tử y khách? Sau đó thì sao? Ánh mắt Đức Vương Phi nhìn chầm chầm Tây Lương Mạc, lớn tiếng hỏi tỉnh hương. Bà cũng cảm thấy chuyện giữa Tây Lương Mạc cùng tử y khách thật sự có chút kỳ quặc, nhưng có một số việc không thể không hỏi, nhất là liên quan đến cái chết thảm của hàm ngọc của bà. Tỉnh Hương nhìn Tư Lưu Phong một cái như cực kỳ không đành lòng. Thiếu Vương Phi nói vì tiểu vương gia thân thể suy yếu, không hiểu được thú vui trốn khuê phòng. Như một phế vật, còn không bằng giang hồ hiệp khách như tử y khách. Lời này vừa nói ra, ánh mắt khác thường của mọi người đổ dồn lên Tư Lưu Phong. Gần đây quả thật Tư Lưu Phong luôn bệnh tật hư yếu. Thiếu Vương Phi gã tới một tháng hắn chỉ nghĩ trong phòng Thiếu Vương Phi được vài ngày. Chẳng lẽ vì vậy Thiếu Vương Phi mới, Tư Lưu Phong không thể kiềm chế được, trong lòng bỗng chốc dâng lên cảm giác nhục nhã tức giận, vỗ bàn nhảy dựng lên, tỉnh hương, ngươi chớ có nói. Xấu thiếu vương phi. Tỉnh hương quốc tức đỏ con mắt hô lên, tiểu vương gia. Tỉnh hương không nói xấu thiếu vương phi, tỉnh hương vì đi chậm một chút mới tận mắt nhìn thấy thiếu vương phi cùng tử y khách đẩy hàm ngọc quận chúa xuống tháp vì nàng không chịu giúp bọn họ che lấp bí mật. Tất cả mọi người ở đây bất giác tập trung nhìn Tây Lương Mạc, trong mắt đầy khinh bỉ, nhỏ giọng nghị luận thiếu vương phi nhìn như tươi đẹp dịu dàng không ngờ lại là loại người tàn nhẫn phóng đảng như vậy. Tư lưu phong tức giận đến gần như muốn dùng một chưởng đánh chết tỉnh hương, ngươi còn không ngậm miệng. Trong mắt tư lưu phong, tỉnh hương trước mặt mọi người lên án tây lương mặt ngoại tình chính là vũ nhục hắn, nếu tây lương mặt thật sự cho hắn đội nón xanh cũng phải lén xử trí, sao có thể mở công đường thẩm vấn. Đức vương phi lại lạnh lùng nhìn hắn một cái, phong nhi, con ngồi xuống đi, Mẫu phi không muốn nói lần thứ ba, việc này liên quan đến muội muội của con, bất kể là kẻ nào, nếu thật sự thủ đoạn độc ác làm nên chuyện này, mẫu phi sẽ không bỏ qua, đức vương phủ cũng sẽ không bỏ qua. Tỉnh vũ đã mặc một thân trang phục tiểu phụ nhân vương tay kéo tay tư lưu phong. Mềm giọng nói, tiểu vương gia, đừng quá khổ sở, Tĩnh vũ vĩnh viễn ở bên cạnh chàng, sẽ không phản bội chàng. Nàng nghiễm nhiên định tội cho Tây Lương Mạc, Tây Lương mặt lạnh nhạt nhìn nàng một cái, tỉnh vũ, nói năng phải biết đúng mực, miễn cho bị người ta nói thiếu gia giáo, bị vả miệng. Sắc mặt tỉnh vũ hết xanh lại đỏ, nhìn Tây Lương mặt châm chọc nói, nếu ta là thiếu vương phi sẽ thành thật nhận tội xin tha thứ, có lẽ Đức Vương Phi còn nể mặt phủ quốc công tha cho ngươi một mạng đấy. Đức Vương Phi cũng nhíu mày lạnh lạnh nhìn Tây Lương mặt nói, trinh mẫn. Ngươi giải thích thế nào về chuyện tỉnh hương nói? Tây Lương Mạc lạnh nhạt nói, con dâu không có gì cần giải thích, hôm nay chỉ bằng một cái miệng của tỉnh Hương, nàng ta căn bản không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh con dâu cấu kết với tử y khách, cũng không thể chứng minh chính con dâu đẩy hàm ngọc xuống lầu. Tần đại quản gia nhìn Tây Lương Mạc hắc hắc cười lạnh, thiếu vương phi, tại hạ khuyên ngài nên thành thật một chút, chớ để đến lúc dùng hình mới bằng lòng thừa nhận cấu kết với tử y khách. Ngài còn trẻ đa tình, Tử y khách kia từng cứu ngài từ tay Thiên Lý giáo, ngài lấy thân báo đáp là có thể hiểu được. Húng hồ khi đó tiểu vương gia luôn hôn mê, các người thoát thân từ trong tay Thiên Lý giáo một buổi chiều đi đâu, làm gì, lúc đó chẳng phải chỉ bằng lời nói một chiều của ngài đấy sao? Ý tứ rõ ràng là khi đó Tây Lương Mạc đã sớm cấu kết với Tử y khách. Hơn nữa trật tự rõ ràng, khiến người nghe không tin cũng khó. Tây Lương Mạc khinh bỉ nhìn tầng Đại quản gia, khinh miệt cười nhạo dùng hình. Một dân đen bán mình làm nô như ngươi cũng dám nói với bản quận chúa như vậy. Hình bất thượng đại phu. Bản thiếu vương phi là quận chúa nhất phẩm bệ hạ thân phong, ai dám dễ dàng dùng hình với bản quận chúa. Tần đại quản gia bỗng chốc giận dữ, không có một thân phận nở mày nở mặt, hắn vĩnh viễn sẽ bị đám quan lớn quý tộc kinh bỉ. Bởi vậy hắn khẩn cấp muốn nhìn thấy loại nữ tử thân phận cao quý như Tây Lương mặt nhếch nhác không chịu nổi, quỳ xuống cầu xin tha thứ, không ngờ tới lúc này nàng còn kiêu ngạo như vậy. Cố tình hắn không cách nào phản bác được, chỉ tức giận đến bộ ngực phập phồng, gân xanh nổi lên. Nhưng Đức Vương Phi ngồi phía trên lại lạnh lùng mở miệng, không sai, Tần đại quản gia không thể dùng hình với trinh mẫn ngươi, nhưng bản Vương Phi có thể bẩm báo với Hoàng hậu nương nương, sai người của Phủ Tông Nhân tới xử lý, người của Phủ Tông Nhân trưởng quản danh sách dòng họ, quản lý mọi việc trong nội bộ tôn thất, xử lý thành viên tôn thất ngọc điệp phạm tội đương nhiên có quyền dùng hình với quý tộc phạm tội lớn ánh mắt tây lương mạc lạnh như băng nhìn về phía đức vương phi không chút sợ hãi chọi mắt trong chốc lát loại ánh mắt âm trầm lạnh lẽo này khiến người trầm mình trong quyền thế đã lâu như đức vương phi cũng phải cảm thấy lạnh thấu xương nếu mẫu phi muốn bẩm báo với người của phủ tông nhân thì cứ việc nhìn tây lương mạc không hề để ý đức vương phi không khỏi thoáng giật mình bà thật sự không ngờ Tây Lương Mạc sẽ không chút lo sợ lời nói đe dọa của mình, lẽ nào thật sự không phải nàng làm. Thế nhưng loại kiêu căng lạnh lùng của Tây Lương Mạc khiến Đức Vương Phi Dị thường khó chịu, bà nhìn Tây Lương Mạc. Lần nữa lạnh lùng nói, trinh mẫn, ngươi chớ càng quấy. Mà lúc này, một bóng người màu tím xuất hiện trong sảnh đường, thu hút ánh mắt của mọi người. Chính là tử y khách bị tỉnh hương tố cáo là gian phu của Tây Lương Mạc đức vương phi bớt giận chi bằng nghe bản sơn nhân nói một lời đi tử y khách thản nhiên bước tới chắp tay với đức vương phi đức vương phi lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn tử y khách ngươi muốn nói gì nữa tất cả mọi người đều thấy ngươi ở cùng một phòng với trinh mẫn hơn nữa cũng có người nói chỉ khi trinh mẫn ở đây ngươi mới quay về đức vương phủ còn khi trinh mẫn về phủ quốc công ngươi thường xuyên du ngoạn phố phường chuyện này không khỏi quá mức trùng hợp chăng Lời này vừa nói ra, trong đôi mắt lạnh lùng buông xuống của Tây Lương mặt hiện lên một tia châm chọc, nhìn đi, bị người ta bắt nhược điểm rồi. Tần Đại quản gia không khỏi có chút biến sắc, rõ ràng hắn vừa sai người khóa Tử Y khách lại, người kia làm thế nào giải được khỏi dây xích làm từ hàng thiết nghìn năm. Tử Y khách thấy sắc mặt mọi người kỳ quái lại chỉ cười thản nhiên, "Vương phi. Bản sơn nhân dạo chơi bốn biển, khách quý đầy nhà." khi đó nói ở nhờ chỗ ngươi là vì muốn chờ người bạn thân trở về không ngờ ra ngoài dạo chơi cũng dính phải loại chuyện này thế gian không ít chuyện trùng hợp ví dụ như vị tỉnh hương cô nương này luôn miệng nói bản sơn nhân cấu kết với thiếu vương phi bản sơn nhân muốn hỏi nàng thứ nhất việc này ngoại trừ nàng còn ai nhìn thấy nếu bản sơn nhân cấu kết với thiếu vương phi vì sao không dẫn theo người canh chừng thứ hai thiếu vương phi là một thiếu nữ tường tháp lại cao tới ngang ngực thiếu vương phi làm thế nào đẩy hàm ngọc quận chúa xuống. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía tỉnh hương, chỉ thấy tỉnh hương cúi đầu không biết đang nghĩ gì, do dự nói, chuyện này. Ngoại trừ ta còn có tỉnh ngôn nhìn thấy, bởi vì lúc đó ta. Ta cùng quận chúa đầu tiên thấy tỉnh ngôn chạy từ trên tháp xuống, nên quận chúa mới nghi ngờ tìm hiểu đến cùng, về phần cái tháp kia. Cái tháp kia, Tỉnh hương còn chưa biết phải trả lời thế nào thì một giọng nữ nhỏ nhẹ nũng nịu vang lên, ta nhớ hình như chị dâu còn có vỏ nửa cơ. Hôm qua ta thấy chị dâu từ trên linh lung tháp bay xuống, đẹp như tiên nữ vậy. Mọi người nhìn sang, thì ra là tư hàm hương vẫn ngồi yên không lên tiếng, nàng mặc một bộ áo váy trắng toát, chải sông hoàng kế, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu khiến người ta bất giác tin lời nàng. Tây lương mặt lạnh lùng nhìn tư hàm hương, bản thân nàng chưa từng tới linh lung tháp chứ đừng nói từ trên tháp bay xuống nhị tiểu thư đức vương phủ này rốt cuộc vì sao muốn chen một chân vào chuyện này chuyện hôm nay đúng là thú vị thử ra không ít ngư quỷ xà thần tư hàm hương như hoảng sợ vì ánh mắt của tây lương mạc lập tức che miệng bối rối nhìn mọi người lẽ nào hương nhi nói sai rồi tần đại quản gia mở cờ trong bụng hắn mặc kệ tư hàm hương có thật sự thấy cái gì hay không lời của nàng chứng minh Tây Lương Mạc biết võ công, hơn nữa còn không kém, vậy đã đủ để thấy nàng có khả năng đẩy tư hàm ngọc xuống lầu. Ánh mắt tỉnh hương lập tức sáng lên, đúng vậy, thiếu vương phi biết võ, ta thấy nàng nhẹ nhàng nhất hàm ngọc quận chúa lên ném xuống dưới, hơn nữa tử y khách còn ở bên giúp đỡ. Lần này nhất định phải ép chết Tây Lương Mạc cùng tử y khách, nếu không người không may sẽ là nàng. À, thì ra ngươi cùng tỉnh ngôn đều nhìn thấy ta cấu kết với tử y khách cũng thấy ta đẩy hàm ngọc xuống lầu phải không tây lương mạc lại nhìn về phía tỉnh hương lần nữa tỉnh hương không dám nhìn vào mắt tây lương mạc chỉ dùng sức gật đầu nhất quyết nói đúng vậy thiếu vương phi ngươi thật quá tàn nhẫn khóe môi tây lương mạc khẽ nhếch lên không hỏi lại nữa tần đại quản gia đứng lên ánh mắt hung dữ lạnh lùng nói vương phi nay chứng cứ vô cùng xác thực ngài không thể dung túng đôi gian phu dâm phụ này phải trừng phạt bọn chúng nghiêm khắc theo quy củ cũ nam phanh thay nữ dìm sông người của đức vương phủ đều phụ họa sắc mặt tư lưu phong đen xì xì bàn tay nắm thành ghế nổi gân xanh tư lưu vân thì ra vẻ hả hê chỉ có tư lưu cẩn là lo lắng nhìn cô gái như U lan thản nhiên đứng giữa ánh mắt căm tức khinh bỉ của mọi người hắn muốn biện giải một câu cho nàng nhưng mới há miệng thì Tư Hàm Hương đã giẫm mạnh lên chân hắn, khiến hắn đau đến mức nói không ra lời. Đức Vương phi nhìn con gái nằm trên cán không một tiếng động, đau lòng đến khó nhịn, nàng đứng lên gầm lớn, "Người đâu?" "Khoan đã." Tây Lương Mạc bỗng lên tiếng lần thứ hai. Đức Vương phi trợn mắt nhìn nàng, "Ngươi muốn nói gì thì đến phủ tông nhân mà nói." Nhà đầu Tây Lương Mạc kia hại chết Hàm Ngọc thân thiết với nó như vậy lại không hề có lòng hối cải thật sự độc ác cực kỳ, bất kể thế nào bà cũng phải khiến tiện nhân này đền mạng cho Hàm Ngọc. Nhìn ánh mắt thù hận của Đức Vương Phi, Tây Lương Mạc nhàn nhạt nói một câu, Mẫu Phi, con dâu chỉ muốn ngài gặp một người. Nói xong, nàng không đợi Đức Vương Phi trả lời liền vỗ tay, chốc lát sau, Bạch Nhụy cùng Bạch Ngọc đỡ một thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, mặc trang phục tỳ nữ vào. Thiếu nữ kia vừa xuất hiện, cả sảnh đường lặng ngắt như tờ gần như tất cả mọi người đều trợn trừng mắt không thể tin, có người nhát gan đã đặt mông ngã xuống đất, có người thì toàn thân run rẩy. Ngươi, ngươi là người hay là quỷ? Tần đại quản gia lần đầu tiên nhìn thấy một chuyện khó tưởng tượng như vậy, trừng mắt nhìn thiếu nữ kia run giọng nói. Thiếu nữ kia xinh đẹp tuyệt trần, mũi quỳnh mắt phượng, chính là Tư Hàm Ngọc đã chết. Tư Hàm Ngọc cười thê lương nói với tần đại quản gia, thế nào? đại quản gia, ngươi không biết ta là người hay quỷ à. Sau đó nàng tránh khỏi tay Bạch Ngọc cùng Bạch Nhụy, lão đảo chạy đến trước mặt Đức Vương Phi sắc mặt vừa khiếp sợ vừa mờ mịt. Tư hàm Ngọc nhào vào lòng bà. Nước mắt rơi như mưa, mẫu phi, suýt chút nữa hàm Ngọc sẽ không thấy được ngài nữa rồi. Hàm Ngọc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đức Vương Phi nhìn con gái đã mất lại tìm được, thoáng chốc kích động rơi lệ. Tư Hàm Ngọc ngẩng đầu lên khỏi lòng bà, xoay người chỉ vào tầng đại quản gia, oán hận nói, là đại quản gia, là hắn đẩy ta khỏi linh lung tháp, nếu không có chị dâu cùng tử y khách đại hiệp thì nữ nhi đã hồn lìa khỏi xác. nay hắn còn định dùng chuyện này hãm hại chị dâu cùng tử y khách đại hiệp. Mọi người lại ồ lên, đều có chút không biết làm sao, tình hình chuyển biến nhanh như vậy khiến tất cả trợn tròn mắt. Giang phu dâm phụ vừa lúc nãy nay đã biến thành ân nhân cứu mạng. Đức Vương phi nhìn Tần Đại quản gia không tin nổi, thấy được một tia hỗn loạn trong mắt hắn, bà lập tức hiểu ra điều gì, trong lòng lạnh ngắt, đau đớn như có thứ gì nứt ra, nhưng một khắc sau bà trầm giọng nói, "Được rồi, Ngọc Nhi, con bị sợ hãi, về phòng nghỉ ngơi trước đi, mời Lý Thánh thủ của hồi Xuân Đường tới xem cho con. Ngày mai chúng ta lại bàn chuyện này." Tây Lương Mạc bỗng thản nhiên nói, "Mẫu phi vừa rồi ngài nói bất kể thế nào cũng phải lấy lại công bằng cho Hàm Ngọc, chỉ bằng lời nói của tỉnh Hương cùng vài câu châm ngòi của Tần đại quản gia đã muốn đưa con dâu tới phủ tông nhân, vì sao khi Hàm Ngọc quận chúa chỉ tên người hại nàng, ngài lại muốn bàn sau thế? Vẻ mặt Đức Vương Phi cứng đờ, cảm nhận được ánh mắt dò xét của Tư Lưu Phong cùng những người khác, trong lòng bà giận Tây Lương Mạc không thức thời, nhưng vẫn nói, bản Vương Phi thấy Hàm Ngọc hoảng sợ quá độ, thân thể suy yếu mới để hàm ngọc về nghỉ ngơi trước lúc này tư lưu phong mới mở miệng hắn lãnh đạm nhìn đức vương phi nói nếu muội muội đã chỉ ra hung thủ thì việc gì không nhất loạt thẩm vấn nói xong hắn nhìn về phía tư hàm ngọc thương tiếc nói hàm ngọc muội có khó chịu không có muốn để ngày mai tái thẩm không tư hàm ngọc hận chết tần đại quản gia cùng tỉnh hương nào chịu từ bỏ đương nhiên sắc bén nói không ca ca hôm nay bản quận chúa muốn bắt hết những kẻ bụng dạ khó lường đem ra công lý đức vương phi bất đắc dĩ đành ngồi xuống tử y khách nhìn bà xì lạnh một tiếng sau đó hỏi tư hàm ngọc hàm ngọc quận chúa mời kể lại những chuyện đã xảy ra hàm ngọc gật đầu trung trung nói tỉnh hương nói với ta chị dâu muốn thiết yến ở linh lung tháp mời ta tới ngắm tuyết ngâm thơ ta đương nhiên đồng ý ai ngờ tới đỉnh linh lung tháp thì không thấy chị dâu chỉ thấy đại quản gia, hắn chặn miệng ta treo vào một chỗ bí mật tại tầng thứ 8. Như nhớ lại tình cảnh gian nguy kia, Hàm Ngọc lại rơi hai giọt nước mắt rồi mới nói, sau đó ta nghe hắn sai tỉnh ngôn đi dẫn tử y khách tới đỉnh tháp rồi nấp ở chỗ treo ta trên tầng 8. Hắn tiếp tục ra lệnh cho tỉnh hương dẫn chị dâu đến, chỉ chờ chị dâu lên tháp liền sai tỉnh ngôn cắt đứt sợi dây buộc ta, khiến ta ngã chết, tiếp theo để tỉnh hương dẫn chị dâu lên đỉnh tháp, tiện cho nàng làm thứ gọi là nhân chứng tận mắt, rồi tần đại quản gia sẽ dẫn mọi người nhanh chóng xông đến, bắt quả tang thứ gọi là gian tình giữa chị dâu và tử y khách. Dù sao cũng là con gái của Đức Vương Phi, Tư Hàm Ngọc tuy chưa từng tập võ nhưng can đảm hơn tiểu thư khuê các bình thường, có thể kể lại hoàn chỉnh tình hình lúc đó. Tư Lưu Phong suy nghĩ một lát lại hỏi, vậy tỉnh ngôn đã đi đâu? Giờ mọi người mới phát hiện tỉnh ngôn không ở hiện trường. Tử y khách cười cười, bỗng bước lên vài bước xúc tấm khăn bao trùm thi thể lên, tỉnh ngôn ở đây. Động tác hắn cực nhanh, lặng lẽ xé một miếng gì đó rất mỏng trên mặt thi thể đút vào tay áo. Mọi người đều không thấy rõ động tác của hắn, chỉ theo tiếng nhìn lại mới kinh hãi, thì ra tỉnh ngôn vẫn luôn ở đây, có điều vì ngã xuống mà não văng tung tóe, trên mặt đã đầy cạn máu khô. Cực kỳ khủng khiếp, ai còn nhìn rõ được gương mặt của nàng, chỉ bằng một bộ hoa phục mới kết luận người ngã chết là Tư Hàm Ngọc. Tử y khách lạnh lùng nói, ban đầu bản sơn nhân tuy bị tỉnh ngôn dụ tới đỉnh tháp, nhưng ta có thể nghe tiếng động phát hiện vị trí, rất nhanh đã phát hiện Hàm Ngọc quận chúa cùng tỉnh ngôn định hại quận chúa bị tầng đại quản gia nhốt ở chỗ bí mật tại tầng 8. Nên ta đã cứu Hàm Ngọc quận chúa ra, bắt tỉnh ngôn mặc quần áo của Hàm Ngọc quận chúa vào, giờ khi tầng đại quản gia làm khó dễ liền bảo hàm ngọc quận chúa cắt dây treo tỉnh ngôn tương kế tự kế vì muốn vạch trần lòng muôn dạ thú của tầng đại quản gia mọi người nghe vậy mới thấy án này thật quanh co gập gền liên tục khiến người ta thổn thức ánh mắt nhìn về phía tầng đại quản gia cũng bất giác sợ hãi lại kinh bỉ tầng đại quản gia đứng đó sắc mặt âm trầm không nói được một lời còn tỉnh hương thì đã rung như cầy sấy trong đầu hoàn toàn hỗn loạn nếu nàng hoàn toàn tỉnh táo nhất định có thể nhớ được khi dẫn tay lương mặt lên lầu, gương mặt người bị ném xuống quả thật là tư hàm ngọc. Tư y khách vốn đã có chuẩn bị, mà không phải đột nhiên phát hiện âm mưu như hắn nói. Đức Vương Phi tối nghĩa nói, tần đại quản gia, hắn có lý do gì làm vậy đâu. Bởi vì hắn chính là nội gián của thiên lý giáo tại Vương Phủ. Một giọng nói sang sảng vang lên, mọi người đồng loạt nhìn sang, thì ra là Trần Chỉ Huy của Ngũ Thành Binh Mã Tư cùng Trương Đại Nhân của Thuận Thiên Phủ Doãn, bọn họ đã dẫn binh sĩ vây quanh tu võ đường này. Trong lòng Đức Vương Phi lập tức nặng xuống, bà sợ hãi nói, Trần Chỉ Huy. Trương Đại Nhân, sao các ngươi lại, Mẫu Phi, hai vị Đại Nhân được con dâu thông báo, con dâu đã nhận ra cái đầu Trương Đại Nhân muốn con dâu nhận dạng hôm đó là của con trai độc nhất của Tần Đại quản Gia, Tần Như Hải, hơn nữa bản án này không phải chuyện đùa. Con dâu đi chính ngồi ngay, không chỉ không sợ tới phủ tông nhân, dù để Ngũ Thành binh mã tư cùng Thuận Thiên phủ doãn tới ra án này thì có sao. Tây Lương Mạc lạnh nhạt mở miệng. Đức Vương phi nhìn Tây Lương Mạc, trong lòng vừa hận vừa vội, xong rồi. Cho dù bà muốn bảo vệ lão Tần cũng không thể. Trinh mẫn này quả là đáng giận. Tần đại quản gia trừng mắt với Tây Lương Mạc, thật sự hận không thể bầm thay vạn đoạn nàng, hắn nổi giận nói. Tây Lương Mạc, rõ ràng ngươi cấu kết với tử y khách, nay còn không chịu thừa nhận, đôi giang phu dâm phụ đê tiện, giết con ta còn hại ta tới nước này. Hắn nói xong liền nâng kiếm muốn xông về phía Tây Lương Mạc. Trần Chỉ Huy cùng Trương Đại Nhân vung tay lên chỉ vào tầng đại quản gia, bắt lấy nghịch tặc thiên lý giáo. Vài binh sĩ lập tức xông về phía tầng đại quản gia, bao vây hắn. Nhưng tầng đại quản gia võ nghệ cao cường, hai ba chiêu đã đánh ngã đám binh sĩ, có điều ngũ thành binh mã tư nhiều người, cộng thêm không ít nha dịch của thuận thiên phủ doãn mới miễn cưỡng vây lấy tầng đại quản gia, nhưng mắt thấy hắn có ý đồ phá vòng vây xông ra lại nghe tử y khách cười lạnh một tiếng, đợi ta tới lĩnh giáo đi. Nói dứt lời, một bóng tím lóe lên, tầng đại quản gia lập tức cảm thấy một cổ cương khí lợi hại ùa tới khiến hắn khó có thể chống đỡ. Cố gắng vận công chắn lại cũng chỉ thấy toàn thân như bị cắt vỡ, đau đớn cực kỳ chiêu số của tử y khách quá dị, âm hiểm tàn nhẫn, vô cùng tà môn, hoàn toàn không hiểu được phong cách của hắn. Mỗi lần qua một chiêu với tử y khách, trên người hắn lại thêm vài vết thương, thậm chí hắn còn không thấy rõ vết thương này từ đâu ra, chưa qua mấy chiêu trên người hắn đã đầy vết thương, máu tươi đầm đìa như bị người ta lăn trì, hắn không ngừng phát ra tiếng kêu rên khiến người ta không đành lòng nghe. Trần Chỉ Huy cùng Trương Đại Nhân ngược lại bội phục Tần Đại Quản gia thề thảm như vậy rõ ràng không phải đối thủ lại không chịu chịu thua nhưng bọn họ nào biết tầng đại quản gia không phải không muốn thu chiêu mà tăng bản thu không được kiếm của hắn như bị một loại công lực thâm hậu hút dính lên thân kiếm của tử y khách chuyển động theo kiếm của tử y khách hắn đành liều mạng chống đỡ lại không cách nào chạy trốn bằng không hắn sẽ bị trúng chỗ yếu hại hắn chưa từng đau đớn và sợ hãi như thế hắn gần như có thể nhìn thấy từng miếng thịt của mình rơi xuống đất nhưng ngay cả cơ hội mở miệng xin tha cũng không có. Cho đến khi Tử Y khách bỗng cười hắc hắc, Tần Đại quản gia tinh tường thấy rõ sự khinh miệt cùng tàn nhẫn trong đáy mắt Tử Y khách, hắn hoảng sợ lập tức xoay người muốn chạy, không để ý đến gì nữa, có điều đã muộn, chỉ nghe rắc một tiếng, ánh sáng lạnh lóe lên, Tần Đại quản gia cảm thấy vai phải của mình rất lạnh, một cơn đau ập đến. Một cánh tay theo động tác ưu nhã của Tử Y khách bay lên, lập tức bắn ra ngoài tần đại quản gia phun máu tươi ba thước a à, tần đại quản gia kêu thảm ngã lăn xuống đất thống khổ không thôi cảnh tượng máu tanh như vậy dọa không ít người ở đây ngây ra như phỏng ngay cả hai vị đại nhân cũng không đành lòng nhìn còn tử y khách chỉ lạnh nhạt nói người này giao cho các ngươi dứt lời hắn thu kiếm đang định xoay người rời đi thì thấy tỉnh hương thu lu trong góc hắn nghe răng cười vài tiếng đi về phía tỉnh hương Tĩnh Hương sợ đến mức thoáng chốc mất khống chế, nàng sợ hãi nhìn quanh, Tư Hàm Ngọc lạnh lùng xoay mặt đi, cuối cùng ánh mắt Tĩnh Hương dừng lại trên gương mặt lạnh như băng của Tây Lương Mạc. Nàng dùng cả tay lẫn chân bò tới ôm lấy chân Tây Lương Mạc, đau khổ cầu xin, "Thiếu Vương phi, Thiếu Vương phi, ngài giúp ta cầu xin đại hiệp đi, cứu nô tỳ với, nô tỳ không dám vì tiền tài mà hãm hại Thiếu Vương phi nữa, đều là lỗi của nô tỳ." Tây Lương Mạc vươn một tay hất tay nàng ta ra, lạnh lùng nói, bản thiếu vương phi đã cứu ngươi một lần trên tháp, ngươi quên rồi sao, tỉnh hương. Tỉnh hương tuyệt vọng nhìn Tây Lương Mạc, còn định nói gì nữa, nhưng vừa há miệng đã cảm thấy miệng mắt lạnh, sau đó một cơn đau truyền đến khiến nàng kêu thảm. Chết ngất đi. Lúc này mọi người mới thấy trong miệng nàng là một lỗ máu, một đoạn lưỡi đã bị tử y khách dùng một kiếm cắt ra ném xuống đất. Không biết nói thì đừng nói. Tử y khách nghe răng cười hai tiếng, như còn chưa giải hận lại lấy kiếm chọc lên mặt tỉnh hương, lột đi nửa da mặt nàng, hủy mất gương mặt thiếu nữ, rồi mới xoay người trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người. Chương Đại Nhân cùng Trần Đại Nhân mất nửa ngày mới phản ứng lại, nhớ tới thi thể đứt gãy đầy đất trong hẻm nhỏ, không khỏi đồng thời thở dài. Quả là lối hành động của người giang hồ, có thù tất báo, thủ đoạn mang rợ. Tư Lưu Phong nhìn bóng lưng đi xa không khỏi nheo mắt lại vì sao hắn cảm thấy bóng người kia lại quen mắt như vậy. Tây Lương Mạc nhìn thoáng qua tỉnh Vũ đã hoàn toàn dại ra, khẽ cười một tiếng, tỉnh Vũ phục hồi tinh thần liền đối diện với tầm mắt của nàng, bỗng không rét mà run. Bởi nàng cảm thấy Tây Lương Mạc đang yên lặng đùa cợt nàng, nói cho nàng biết tất cả mới chỉ là bắt đầu. Tất cả những người đắc tội vị quận chúa này đều không có ngày lành. Và cả vị tử y khách tàn nhẫn hung ác kia nữa, về tới thỉnh Nguyệt Cát tâm trạng của Tây Lương Mạc hôm nay đặc biệt tốt, nàng suy nghĩ một chút rồi bảo Bạch Trân đi hái hoa mai về cắm trên cửa sổ. Hôm nay, để lão yêu nghìn năm kia đắc ý một lần đi, nàng muốn hỏi hắn kết quả thẩm vấn tầng đại quản gia, chứ không phải muốn gặp hắn đâu. Nàng chống cầm ngửi mùi thơm thoang thoảng của cành mai kia, nở nụ cười thản nhiên. Chỉ là, điều Tây Lương Mạc không dự đoán được là, ban đêm nàng không đợi được Bách Lý Thanh. Không biết có phải vì trong lòng có chuyện hay không, nàng trở dậy vài lần, đều không thấy được bóng người ưu nhã quỷ dị kia, một đêm trằn trọc khó ngủ. Ngày hôm sau khi khi thức dậy, Tây Lương mặt ngủ không đủ giấc, nàng cảm thấy rất căm tức, nhìn hai vành mắt đen của mình trong gương, nàng âm thầm thề không bao giờ cắm hoa mai trên cửa sổ nữa, để đại yêu nghiệt kia ngủ một mình cả đời đi. Một ngày không có sóng gió, nàng có chút không yên lòng tiễn tư hàm ngọc nghìn ân vạn tạ đi, đồng thời đuổi luôn tư hàm hương mang lễ vật đến Tra vẻ cực kỳ đáng thương tự thú mình bị tần đại quản gia uy hiếp phải nói dối cuối cùng tiện tay đuổi luôn tư lưu phong xấu hổ kéo một thân bệnh tật tới tay lương mạc không yên lòng tới tận đêm thổi đèn tắt lửa nàng cho rằng mình có thể dính gối liền ngủ như bình thường chỉ không biết vì sao mắt thì rất buồn ngủ thế nhưng vẫn không ngủ được trở qua trở lại tới ngày hôm sau nàng nhìn vành mắt lại đen thêm một tí của mình nhất thời nổi giận tây lương mạc suy nghĩ thật lâu cuối cùng sai bạch trân đi hái hoa mai về nàng vừa cắm hoa mai lên cửa sổ vừa âm thầm nói ta không phải vì muốn gặp người kia ta chỉ muốn biết mọi chuyện tiến triển thế nào thôi bạch nhụy ở bên muốn nói gì đó rốt cuộc không nói nữa thế nhưng một đêm này nàng vẫn không đợi được bách lý thanh tây lương mạc ngồi không yên triệu mị lục cùng mị thất đến nhưng bọn họ cũng không biết bất cứ tin tức gì, chỉ biết ba ngày trước Hà Ma Ma cũng đã quay về Phủ Thiên Tuế. Lúc này Tây Lương Mạc mới nhớ tới ba ngày nay Hà Ma Ma không trở về, bởi trước khi đi Hà Ma Ma đã báo với nàng. Vì khi rảnh rỗi Hà Ma Ma thường xuyên quay về Phủ Thiên Tuế nên lần này nàng cũng không để trong lòng. Tây Lương Mạc suy nghĩ một lát, quyết định muốn tới Phủ Thiên Tuế một chuyến, lần này nàng mang theo bạch nhụy, mị thất, giống như khi còn ở Phủ Quốc Công, nàng tới quốc sắc phường chờ thay đổi một bộ quần áo rồi dùng chiếc kiệu nhỏ mị thất gọi tới tới phủ thiên tuế có điều bởi vì không có hà ma ma dẫn đường nên chỉ có thể để mị thất đi trước thông báo qua một hồi lâu khi tay lương mạc sắp không nhịn được nữa hà ma ma mới vội vã đi tới bà nhìn tay lương mạc nhíu mày hỏi quận chúa sao ngài lại tới đây sao ta tới không được à tây lương mạc nhìn hà mama ma, đây là lần đầu tiên nàng thấy vẻ không chào đón trên mặt Hà Ma Ma. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 97, Tây Lương Mạc nhìn Hà Ma Ma, đây là lần đầu tiên nàng thấy vẻ không chào đón trên mặt Hà Ma Ma. Quận chúa, hôm nay thiên tuế gia không ở trong quý phủ, ngài nên về trước đi. Hà Ma Ma trực tiếp khách khách khí khí hạ lệnh đuổi khách. Tây Lương Mạc nhìn Hà Ma Ma, chốc lát sau nàng thản nhiên nói, Ma Ma, ta muốn nghe lời nói thật. nếu ngài không tiện nói thật với ta cũng nên cho ta một tin chính xác. lúc nào thiên tuế gia có thời gian rảnh, ta cũng tiện sắp xếp bước tiếp theo. nàng không yêu cầu đôi bên thẳng thắng, cũng hiểu vị trí của mình, nàng chỉ không thích ngoài ý muốn, không hề chuẩn bị như vậy. quận chúa, hà ma ma muốn nói gì? nhìn ánh mắt lạnh nhạt của tây lương mạc không biết nghĩ tới cái gì, bà khẽ thở dài một tiếng, đi theo ta. dứt lời bà xoay người vào phủ. Tây lương mạc thì âm thầm thở vào một hơi, xoay người lên kiệu, hai gã sai vặt mặc áo xanh yên lặng bước tới thay chân kiệu phu, nâng kiệu nhỏ vào trong phỉ. Đi thẳng qua hành lang, khi kiệu nhỏ dừng lại, Tây lương mạc vừa ngẩng đầu liền thấy mình đang ở nơi lần đầu tiên gặp Bách Lý Thanh, thư phòng đầy đồ gỗ tử đàn tinh khắc đông cung đồ tinh xảo. Hà ma ma dẫn Tây lương mạc xuống kiệu vào trong, đuổi những người khác đi, tự mình đóng cửa thư phòng lại mới nghiêm mặt nói với Tây Lương Mạc, quận chúa, nhiều ngày nay thiên tuế gia bế quan, vì vậy những chuyện khác đều phải tạm hoãn lại. Ta có thể gặp hắn không? Tây Lương Mạc vô thức hỏi. Hà ma ma do dự chốc lát mới nói, một lát nữa ta đi xin chỉ thị của thiên tuế gia rồi quay lại gặp ngài. Tây Lương Mạc nhìn Hà ma ma xoay người ra khỏi phòng, nàng yên lặng đi tới trước cửa sổ nhìn chiếc ghế nằm mà bách lý thanh thường nằm như có chút suy nghĩ nếu bách lý thanh cần bế quan luyện công nhưng hà ma ma nói thì vì sao hà ma ma phải bẩm báo với mình để trở về mấy ngày nay bách lý thanh còn có thời gian lộ diện tại ngự thư phòng vậy mà ngay cả một chút thời gian thông báo với mình sắp xếp khác cũng không có đây là một nghịch biện bằng sự hiểu biết trong thời gian qua của nàng với bách lý thanh và hà ma ma tình huống này xuất hiện chứng tỏ hai điều nhất định hắn đang giấu nàng tiến hành chuyện gì đó, hơn nữa nói không chừng chuyện này còn bất lợi với nàng, hoặc hắn xảy ra chuyện gì khẩn cấp. Khiến hắn không thể không rời đi để xử lý, bế quan chỉ là một lý do mà người xuất hiện trong ngự thư phòng hoàn toàn là hàng giả. Tây Lương mặt lẳng lặng ngồi, đợi một mạch hai canh giờ, khi trở lại, sắc mặt hà ma ma không quá tốt, chỉ báo với nàng, thiên tuế gia đang luyện công đến giai đoạn quan trọng, sợ rằng không có thời gian rảnh gặp quận chúa. Tây Lương Mạc nhìn bà một cái, nhàn nhạt nói, không sao, ta đợi được. Khi ra ngoài ta sai người báo với vương phủ hôm nay đến các thôn trang kiểm tra, nếu không hồi phủ sẽ có người về thông báo. Hiện nay đức vương phi đang vội vàng tìm cách giải cứu tình nhân, đồng thời hận như chưa bao giờ lấy nàng dâu như nàng về, nay đang ước gì không bao giờ nhìn thấy nàng nữa. Hà ma ma ngẩn ra, nhìn Tây Lương Mạc có chút khó hiểu khi nên thức thời, Tây Lương Mạc tỉnh táo hiểu chuyện hơn bất cứ ai, vì sao lần này bà hạ lệnh đuổi khách rõ ràng như thế mà Tây Lương Mạc vẫn như không nhận ra, cố chấp khác thường. Nếu Mama đã để ta vào thì trong lòng Mama đã biết trước, không phải sao? Tây Lương Mạc nhàn nhạt nói. Quận chúa. Hà Mama hơi hối hận vì đã thả Tây Lương Mạc vào. Thế nhưng nay bà chỉ đành thở dài một tiếng, định rời đi. Tây Lương Mạc bỗng mở miệng gọi bà lại, vẻ mặt có chút mệt mỏi, ma ma. Hà ma ma quay đầu lại nhìn nàng, quan tâm hỏi, quận chúa, làm sao vậy? Tây lương mặt dựa vào tay viện ghế tử đàn, xoa xoa tráng nói, hôm nay ra ngoài sớm, có chút mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi một lát. Hà ma ma nghe vậy lập tức nói, nếu đã vậy chi bằng quận chúa về, không, ta ở đây nghỉ ngơi một lát. Ngươi đuổi bớt vài người đi, chỉ để lại hai người hầu hạ ngoài cửa là được, có chuyện báo cho Bạch Ngụy. Nàng thản nhiên ngắt lời Hà Mama. Hà Mama đành hít sâu một hơi, "Vâng." Bà sai người mang chăn đệm tới giao cho Bạch Ngụy rồi cung kính lui ra ngoài, đồng thời dặn dò hạ nhân trong một canh giờ đừng tùy tiện quấy rầy Tây Lương Mạc. Nhìn bóng lưng Hà Ma đi xa, Bạch Ngụy bỗng gọi lại một tiểu thái giám bưng chén trà định rời khỏi, "Tiểu Ngọc Tử, chờ một lát." Tiểu thái giám kia lập tức quay sang cười lấy lòng với Bạch Ngụy. Nhụy cô nương. Có chuyện gì à? Bạch Nhụy tới đây với tay lương mạc vài lần, những người hầu hạ bên cạnh Bách Lý Thanh đều biết Bạch Nhụy, Bạch Nhụy bỗng giơ tay áo vất một cái trước mũi tiểu ngọc tử, đồng thời lộ ra nụ cười quỷ quyệt, không có gì, chỉ mời ngươi ngủ một giấc thôi. Nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đơ, dây tiếp theo, hắn ngã phịch một tiếng xuống đất. Bạch Nhụy nhanh tay lẹ mắt đỡ được khay trà, đồng thời lập tức nói với tay lương mạc, tiểu thư, xong rồi. Tây Lương Mạc tiến lên. Cùng Bạch Nhụy kéo Tiểu Ngọc Tử lên ghế nằm, rủ tóc hắn ra, cởi y phục của hắn, thay vào bằng tốc độ nhanh nhất, rồi tháo tóc mình cuộn tròn vào trong mũ. Một tiểu thái giám mi thanh một tú, môi hồng răng trắng xuất hiện. Bạch Nhụy đắp chăn đệm hà ma ma đưa tới cho Tiểu Ngọc Tử, từ xa nhìn lại giống như Tây Lương Mạc đang ngủ trên giường. Đại Tiểu Thư, người đi đi, nơi này có em. Bạch Nhụy nói với Tây Lương Mạc. Tây Lương Mạc chỉnh trang cho mình xong, nhìn về phía Bạch Nhụy thận trọng nói, em cẩn thận một chút. Đừng lộ chân tướng trước mặt Mỹ thất, nếu có người phát hiện em cứ tìm Hà Ma Ma cùng Mỹ thấy, nhất định bọn họ sẽ không làm gì em đâu. Bạch Nhụy hơi đỏ mặt nói, đại tiểu thư, người yên tâm. Tây Lương Mạc gật đầu, cầm khay trà lập tức cúi đầu bước ra ngoài cửa. Bởi vì nàng cúi đầu, dáng người lại không hơn kém tiểu ngọc tử là bao, người ngoài cửa cũng không để ý tiểu ngọc tử này đã đổi thành người khác. Tây lương mạc vội vã bước ra khỏi cửa, đi thẳng vào một góc, xác định bốn phía không có ai mới thở vào một hơi. Nàng mốt từ trên cổ ra một cái cò nhỏ hình thù kỳ lạ, thổi vài tiếng với không trung. Một tiếng chim hót kỳ dị liền phát ra từ cái còi. Chỉ chốc lát sau, tiếng đập cánh vang lên giữa không trung, một con chim toàn thân đỏ thẫm hoa mỹ, trên đầu lông trắng xuề như cánh quạt vỗ cánh bay xuống, đậu lên tay Tây Lương Mạc. Chính là con chim béo Tiểu Bạch. Tây Lương Mạc sờ sờ lông Tiểu Bạch, nhẹ giọng nói, đi, mang ta đi tìm Hà Ma Ma. Tiểu Bạch lập tức vỗ cánh bay lên, sau khi lượng trên không trung ba vòng liền chuyển hướng về phía một rừng cây nhỏ. Tây Lương Mạc lập tức đi theo. Từ sau lần được giải cứu ở giữa núi rừng, Tây Lương Mạc từ chỗ Bách Lý Thanh biết được Tiểu Bạch rất có tính người, còn có một cái mũi có thể lần dấu vết như chó. Vì vậy, nàng nhờ Bạch Ma ma nghĩ biện pháp tìm vài cách huấn luyện chim chóc, vừa hay trong mấy huynh muội Lý thị của Đoàn Siết ảo thuật nàng cứu khi đó có đại ca Lý Duy biết thuật huấn luyện thú vô cùng tốt, Bạch Ma ma liền để Lý Duy lén tới dạy Tây Lương Mạc một phương pháp huấn luyện chim đơn giản, còn giúp nàng làm một cái còi. Chỉ cần thổi cái còi này tiểu Bạch sẽ ngoan ngoãn bay tới. Tiểu Bạch vốn cực có linh tính, đương nhiên không cần Tây Lương Mạc quá tốn công, rất nhanh đã hiểu ra, chỉ cần có mùi hương dẫn đường, mặc kệ người kia đi tới đâu Tiểu Bạch đều có thể tìm được tung tích. Hôm nay, Tây Lương Mạc thấy Hà Ma Ma nhăn mặt nhíu mày, không hiểu vì sao bỗng nảy ra một loại trực giác quỷ dị, loại trực giác này nói với nàng, có lẽ lần này sẽ có thu hoạch đặc biệt. Vì vậy, nàng ma xui quỷ khiến làm một việc, lặng lẽ hạ loại hương dẫn đường chính nàng nghiên cứu lên người Hà Ma Ma lẻn ra ngoài sai tiểu bạch dẫn nàng đi tìm hà ma ma lúc đầu bước vào con đường này tây lương mạc còn lo lắng bị phát hiện cho rằng không lâu sau sẽ bị ám vệ tư lễ dám bắt gặp nhưng rất nhanh nàng nhận ra trên con đường này ban đầu còn gặp được một hai cung nữ thái giám nhưng càng đi sâu càng ít người thậm chí cả ám vệ nàng cho rằng có thể nhảy ra cảng đường mình bất cứ lúc nào cũng không thấy bóng dáng con đường này càng đi càng hoang vu ven đường cỏ dại mọc thành bụi hoàn toàn khác với phủ thiên tuế hoa mỹ tinh xảo. Có điều tình hình này càng khiến Tây Lương Mạc bất an. Sự có khác thường chắc chắn có nguyên do, Bách Lý Thanh xưa nay theo đuổi xa hoa hoàng mỹ, mỗi một chi tiết không chỗ nào không tinh mỹ, không nơi nào không xa xỉ, sao có thể để một nơi hoang vu bừa bãi thế này xuất hiện trong phủ của mình. Nhưng loại trực giác kỳ lạ kia khiến Tây Lương Mạc vẫn không tự chủ được tiếp tục đi theo con đường tiểu bạch dẫn cho đến khi nhìn thấy một gian phòng tường trắng ngói xanh phía xa xa, Tây Lương Mạc chậm rãi đến gần, căn nhà kia có chút cũ kỹ. Tường trắng đã ngã màu, rêu xanh lan tràn, dây thường xuân phủ kín tường. Mà gian nhà kia chỉ có hai chiếc cửa sổ cực nhỏ, còn rất cao, nếu nói đó là cửa sổ chi bằng nói là hai lỗ thông khí, cửa làm bằng một miếng sắt tinh luyện vừa dày vừa nặng. Tây Lương Mạc đi tới cách căn phòng không xa, nhờ mắt quan sát một hồi phán đoán bước tiếp theo nơi này không phải một chỗ ở, mà là một phòng giam. Có điều, nơi thế này để nhốt ai? Không có thủ vệ, không thấy tiếng kêu thảm thiết của tù nhân bên trong. Khác với cấm ngục của tư lễ giám mà nàng tưởng tượng. Hay là, nơi này căn bản không phải cấm ngục của tư lễ giám. Vắng vẻ kỳ dị, ngay cả tiếng chim chóc côn trùng cũng không thấy, có một loại hơi thở nguy hiểm. Điều duy nhất nàng có thể khẳng định là, nhất định hà ma ma đã vào gian phòng này. Tây lương mạc nhìn tiểu bạch một cái, tiểu bạch đứng trên mái vòng của nóc nhà, cũng đang nhìn nàng chăm chăm. Trong một giây bốn mắt nhìn nhau, không biết có phải tiểu bạch hiểu được ý nghĩ của nàng hay không, nó bỗng bay lên cúi đầu kêu to hai tiếng, cạc cạc, sau đó nó dương cánh bay về phía sau gian phòng. Tây lương mạc không suy nghĩ nhiều, vô thức vội vã theo sau. Nàng cho rằng mình sẽ nhìn thấy một cánh cửa hoặc một cánh cửa sổ, Thế nhưng khi nàng khó khăn vượt qua bụi cỏ gai, vòng tới phía sau căn phòng lại phát hiện nơi này hoàn toàn không có cửa sổ, cũng không có cửa ra vào, chỉ có cỏ dại cùng dây leo mọc rất tươi tốt. Tây lương mặt tìm kiếm rất lâu cũng không thấy cửa vào, ngược lại dính cỏ may đầy đầu, trên mũ còn có một con sâu xanh to mọng, tây lương mặt giận dữ, ngẩng đầu trừng mắt với tiểu bạch trên cây. Con chim béo nhà ngươi, chơi ta đấy à, cẩn thận mấy cọng lông của ngươi đấy. Tiểu Bạch đập cánh, trong con mắt đen lấy nho nhỏ hiện lên ánh sáng kiêu căng, tiện thể vểnh mông ị một bãi, tỏ vẻ thân là hậu duệ của Phượng Hoàng cùng Diều Hâu ta đây khinh thường loại uy hiếp này. Tây Lương Mạc cười nhạt, ra dấu về phía bộ ngực đẩy đà của mình một cái. Còn vờ việc, cả đời sẽ không có ngực lớn mà ngủ. Tiểu Bạch đập cánh lần thứ hai, vung cánh bay xuống, đầu tiên gặm con sâu xanh béo tội nghiệp kia đi, sau đó đứng trên vai Tây Lương Mạc cỏ cỏ gương mặt Tây Lương Mạc cực kỳ lấy lòng. Tỏ vẻ thân là hậu duệ của Phượng Hoàng cùng Diều Hâu Ta đây đang nịnh nọt. Sau đó nó bay về phía một bụi cỏ, kêu cạc cạc hai tiếng. Tây Lương Mạc lập tức bước lên lục lọi, cẩn thận sờ sờ, cuối cùng phát hiện giữa bụi dây leo có một lỗ thông, một lỗ chó chui. Tây Lương Mạc do dự chốc lát, rồi cúi đầu dùng một nhành cỏ khu hết mạng nhện trên cái lỗ, khi đang suy nghĩ xem có nên chui vào hay không thì Tiểu Bạch đã không chút do dự bay qua cái lỗ kia. Thế tỏ vẻ tạm thời an toàn ư? Tây Lương Mạc cúi đầu. Đầu tiên cảnh giác nhìn trong phòng qua cái lỗ, phát hiện cái lỗ này thông với một nơi như nhà kho, bên trong ngoại trừ xích sắt chất thành từng núi thì không một bóng người, Tiểu Bạch đang đứng trên đống xích sắt chảy vuốt sợi lông của nó. Tây Lương Mạc rốt cuộc yên tâm, lúc này mới bò vào nàng phát hiện chỗ xích sắt này có cái còn mới có cái đã cũ kỹ rỉ sắt còn có không ít dây xích bị cắt rất ngọt giống như bị người ta dùng một lưỡi dao đặc biệt sắt chặt đứt điểm duy nhất giống nhau là những dây xích này đặc biệt to tây lương mạc quan sát những dây xích này một lát mơ hồ cảm thấy mấy thứ to đùng này không giống dùng để khóa người ngược lại cực giống để khóa ác thú thượng cổ trong truyền thuyết sơn hải kinh nàng không suy nghĩ sâu thêm chỉ chậm rãi lần mò ra khỏi căn phòng này ngoài phòng là một hành lang sâu hung hút, còn rất tối, chỉ có vài luồng sáng nhạt chiếu qua lỗ cửa sổ rất nhỏ, khiến người ta nhìn ra trên hành lang có ước chừng 4, 5 gian phòng. Tay Lương Mạc chậm rãi đi sâu vào hành lang, cẩn thận nhìn về phía mấy gian phòng kia. Phát hiện trên mỗi cửa phòng đều giăng một tấm lưới sắt sợi dày, trong phòng đều trống không, không có giường, không có bàn, trên vách tường rủ xuống loại xích to đùng vừa thấy, giống như từng để giam giữ ai đó trên vách tường còn mơ hồ có vết mảnh thú cào tay lương mặt hơi nhíu mày mặc kệ những xiềng xích này từng khóa người hay thú tuyệt đối là thứ cực kỳ nguy hiểm tay lương mặt chậm chậm đi tiếp ngay khi nàng cho rằng phòng ở đây đều trống không gần như hoàn toàn thả lỏng cảnh giác thì tiếng xích sắt va chạm truyền ra từ căn phòng xa nhất nàng giật mình tay đặt lên bên hông nơi đó có một loại ám khí bách lý thanh đặc biệt chế tạo cho nàng bạo vũ lê hoa châm khi đối mặt với kẻ địch mạnh chỉ cần nhấn một cái nút bí mật độc châm mảnh như lông bò sẽ phun ra như mưa từ cái đai lưng đặc biệt kia người trúng chiêu dù không lập tức bỏ mình cũng mất năng lực truy sát nàng trong nháy mắt tay lương mạc chậm rãi đi về phía căn phòng kia có điều khi nàng tới cửa phòng lén lút nhìn vào trong lại lập tức đối diện một đôi mắt tay lương mạc không khỏi hoàn toàn ngẩn người đây là một đôi mắt thế nào đường nét mềm mại tươi đẹp khóe mắt hơi nhếch lên dưới hàng lông mi rất dài là tròng mắt đen lấy sâu thẳm thế nhưng trong đôi mắt như vậy lại như chứa giải ngân hà trên chín tầng mây tất cả tinh tú trong thiên hạ ẩn chứa trong đó như trăng tròn trăng khuyết như vật đổi sao dời rực rỡ tươi đẹp dị thường rồi lại thuần khiết không gì sánh được ngoại trừ con nít chưa biết chuyện thế gian tây lương mạc chưa bao giờ nhìn thấy ai có một đôi mắt sạch sẽ như thế ánh mắt kia thuộc về một thiếu niên một thiếu niên kỳ dị mặc áo trắng đẹp đến mức người ta không cách nào hình dung khiến người ta có thể ngừng thở trong chớp mắt nhìn thấy hắn nếu miễn cưỡng phải hình dung chỉ có thể là sương sớm dưới ánh ban mai đầu hạ ánh trăng sáng tròn vành vành trung thu rực rỡ trong sáng đến mức dưới ánh sáng tối tăm bụi bặm từ lỗ cửa sổ sát mái nhà làn da hắn còn có thể lộ ra sự mịn màng căng mọng gần như trong suốt đến mức bộ đồ trắng trên người hắn cũng phải kém cạnh thiếu niên kia kinh ngạc nhìn nàng. Bỗng nở một nụ cười tươi rói, nụ cười kia trong trẻo mỹ lệ, như bông tuyết xinh đẹp nhất nghìn năm không tan chảy trên thiên sơn. Tỷ tỷ, ngươi là ai? Tây lương mạc chỉ cảm thấy hô hấp đột nhiên cứng lại, ngay cả trái tim cũng thắt lại vì một loại rung động kỳ quái nào đó. Nàng hơi đỏ mặt, một lát sau mới hít thở sâu, nhẹ giọng nói, ta. Ta là, tây lương mạc bỗng chốc hoảng hốt, giờ nàng mới nhận ra, mình đang mặc trang phục thái giám, mà người hầu hạ bên cạnh Bách Lý Thanh đều có một yêu cầu đẹp. Vì vậy phần lớn đám tiểu thái giám đều mi thanh mục tú, da trắng như tuyết, không phân sống mái. Nếu vậy, làm thế nào hắn phát hiện nàng là nữ? Tây lương mặt nhanh nhạy phát hiện trên chân tay thiếu niên đều đeo loại xiềng xích nặng nề kia, nàng lập tức cảnh giác, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh thiếu niên vừa mỉm cười hỏi ngược lại, tiểu đệ đệ, ngươi là ai? vì sao lại ở đây? Thiếu niên kia nghiêng đầu, trong đôi mắt xếp cực lớn cực đẹp kia bỗng đông đầy nước mắt, cực kỳ ấm ức nói, ta vẫn luôn ở đây. Có người xấu nhốt ta ở đây, ta muốn cha mẹ. Dứt lời, hắn khóc lên rưng rức. Tây lương mặt hết chỗ nói nổi, đứa trẻ này nói khóc là khóc ngay được, nàng hơi luống cuốn nói, được rồi, được rồi, đừng khóc. Nhưng thiếu niên xinh đẹp này càng khóc càng đau lòng, âm thanh cũng ngày một lớn, khiến tay lương mạc không khỏi căng thẳng nhỡ bị người ta nghe thấy thì làm sao nàng thuận miệng dỗ được rồi đừng khóc tỉ tỉ cho ngươi kẹo thiếu niên kia dừng khóc thật lập tức ngẩng đầu mở to đôi mắt long lanh hồn nhiên nhìn nàng thật không lạc nhi muốn ăn kẹo nhìn ánh mắt mong chờ của thiếu niên tay lương mạc hoàn toàn nàng chỉ tùy tiện nói thế thôi không ngờ thiếu niên này ngừng khóc thật đứa trẻ này hình như đầu óc có vấn đề thì phải nàng tin tưởng hai mắt của mình thiếu niên tên lạc nhi này không phải giả vờ có điều một thiếu niên xinh đẹp hồn nhiên ngốc nghếch thế này vì sao phải bị xích lẽ nào tây lương mạc bỗng nhớ tới những công tử gương mặt xinh đẹp bách lý thanh nuôi ở hậu viện những công tử này không ai có thể đẹp bằng một phần trăm thiếu niên này lẽ nào thiếu niên này là người nhà quan to quý nhân nào bị bách lý thanh bắt về độc chiếm sợ bị người nhà người ta phát hiện nên mới nhốt ở đây Tây Lương Mạc cũng chú ý thấy bờ tường của căn phòng này nhẵn nhụi, không có dấu vết cào, vì vậy tin tưởng suy đoán của mình thêm hai phần. Lạc Nhi đợi một lúc lâu, thấy cô gái trước mặt như đang suy nghĩ cái gì, không hề có vẻ sẽ móc kẹo ra, hắn lập tức biểu môi, từng giọt nước mắt lớn như trân châu lăn xuống gương mặt trắng trong, ấm ức cực kỳ, "Tỷ tỷ, ngươi gạt người ta." Tây Lương Mạc khó hiểu lại có chút bối rối, "Này, ngươi đừng khóc." lời còn chưa dứt, nàng nghe có tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, theo đó là mấy người từ một hành lang khác đang tới góc này, Tây Lương mặt hết hồn, lập tức quay người lại đi về phía gian phòng để đầy sắc vụn kia. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi đi đâu vậy? Lạc Nhi thấy này định đi, lập tức bất mãn kêu lên phía sau nàng. Tây Lương mặt thầm mắng một tiếng đáng chết, vận khinh công nhanh chóng chạy như bay về phía gian phòng kia. Tiểu Bạch cũng vội vã bay theo nàng nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, tiếng người sắc bén hét lên phía sau, là ai? Đứng lại. Tây Lương Mạc lập tức nhận ra giọng nói kia, đó là tiếng của Mỹ nhất, tuy nàng chưa gặp người có võ công cao cường nhất Mỹ bộ này nhưng không chỉ một lần nghe được giọng nói luôn truyền đến từ không trung như có như không này. Nàng căng thẳng, mắt thấy sẽ tới căn phòng kia thì cổ chân mát lạnh, Tây Lương Mạc cúi đầu nhìn, một chiếc roi mềm kỳ dị đã cuốn lên cổ chân nàng, sau đó thân thể bay về sau không thể khống chế. Tây lương Mạc lập tức vận nội lực, một thiên cân trụy thẳng tắp ép xuống. Lúc trước Bách Lý Thanh dùng 10 năm nội lực đã thông hai mạch nhâm đốc cho nàng, công lực của Tây Lương Mạc từ lâu đã không còn thuộc loại tép triêu, ép xuống một cái nàng liền ổn định bước chân, đánh văng ra sợi roi mềm mại khóa chân mình, lại cúi đầu chạy về căn phòng kia lần nữa. Sợi roi kia làm từ chất liệu rất đặc biệt, nước lửa không sợ, nếu không Tây Lương Mạc chỉ cần vận đủ công lực chấn động là có thể cắt nát sợi roi kia. Mỹ nhất không ngờ nội lực người kia mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng, hơn nữa hoàn toàn không quay đầu lại, chỉ lo chạy trốn, hắn lập tức cười lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, sợi roi mềm kia vô tình quấn quanh vòng eo thon của Tây Lương Mạc lần thứ hai. Lần này, Tây Lương Mạc vẫn muốn dở lại trò cũ đánh văn sợi roi mềm kia nhưng vô dụng. Công lực của Mỹ nhất xét ra cao hơn nàng nhiều, cộng thêm kinh nghiệm lâm chiến dày dặn, hắn thừa cơ tay lương mạch chấn lực đánh cái roi kia ra, mượn chính nội lực của tay lương mạch kéo nàng bay về phía mình. Tay lương mạch không đề phòng, thoáng cái đã chuyển từ lưng hướng người thành mặt hướng người, nàng hoảng hốt, không dùng võ công gì hết, trực tiếp dùng tay áo che mặt. Mỹ nhất công năm ngón tay chụp về phía xương đầu vai của người kia, nếu bị hắn sờ vào, người này nhất định bị bóc xuyên qua xương bả vai, võ công phế hết lại bỗng nghe hà ma ma hét lớn một tiếng, Mỹ Nhất, ngừng tay, đó là quận chúa. Mỹ Nhất kinh hãi, lập tức thu tay về, thế nhưng nội lực phát ra không thu lại được, đành chuyển hướng về phía tường. Thoáng chốc đã tạo thêm năm lỗ sâu trên tường đá. Tây lương mặt thầm kêu hỏng bét, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn bị roi của Mỹ Nhất kéo đến trước mặt mấy người. Nếu đã bị phát hiện thì nàng không định che lấp nữa, tây lương mạc ngẩng đầu ho nhẹ hai tiếng với đám hà ma ma các vị chào buổi sáng quận chúa không phải người đang nghỉ ngơi à vì sao lại ở đây hà ma ma nhìn thiếu nữ mặc trang phục thái giám trước mặt lãnh cảm nói ánh mắt tây lương mạc trốn tránh chuyện đó ta chỉ muốn nàng dừng một chút cuối cùng thành thật ta chỉ muốn biết sư phụ ở đâu hà ma ma nhìn dáng vẻ hùng hồn của cô gái trẻ trước mặt nhất thời cảm thấy đau đầu nếu là đồ chơi bình thường ở hậu viện của thiên tuế gia cứ đánh chết là được cố tình lại là quận chúa giờ phải làm thế nào đây mama nếu ta đã xuất hiện ở đây thì ngươi cũng đơn giản có hai lựa chọn một là giết ta diệt khẩu một là nói cho ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì tây lương mạc nhìn hà mama thản nhiên nói hà mama nhìn thiếu nữ ánh mắt sắc bén hoàn toàn không sợ hãi bà chỉ im lặng chốc lát rồi thở dài một hơi được rồi ngươi muốn gặp thiên tuế gia thì gặp một lần đi có điều sau này quận chúa nhất thiết không được làm chuyện nguy hiểm thế này nữa mỹ nhất che mặt khiến người ta không nhìn ra biểu cảm của hắn thế nhưng trong nháy mắt rõ ràng hiện lên vẻ không tán thành ma ma như vậy không thích hợp ngươi chưa hỏi ý của thiên tuế gia hà ma ma lắc đầu bình tĩnh nói nếu quận chúa đã là người của chúng ta quan hệ của nàng và thiên tuế gia chúng ta đều hiểu. Đã như vậy, chuyện này sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết. Mỹ nhất cùng Mỹ nhị trao đổi ánh mắt, từ chối chốc lát, sau đó vẫn đồng ý, không lên tiếng nữa. Hà ma ma nhìn Tây Lương Mạc có chút bất đắc dĩ, cũng có chút tâm tình khó nói rõ, giống như hạ một quyết định rất lớn, quận chúa, ngươi đi theo ta trước. Dứt lời, bà dẫn Tây Lương Mạc đến một góc. Khi trải qua gian phòng có Lạc Nhi đang liếu lo, bước chân Hà Ma Ma chưa dừng, mà Lạc Nhi giống như rất sợ hãi đám Hà Ma Ma, lập tức trốn vào một góc trung lẫy bẫy. Tây Lương Mạc không nhịn được hỏi, thiếu niên này là ái sủng của thiên tuế gia à. Hà Ma Ma vừa đi vừa nhìn Tây Lương Mạc có chút kỳ dị, thiếu niên. Tây Lương Mạc sửng sốt, lẽ nào Lạc Nhi là nữ? Hà Ma Ma im lặng một lát mới nhẹ giọng nói, Tên họ đầy đủ của hắn nên là Bách Lý Lạc mới đúng. Bách Lý Lạc. Bách Lý, hắn là con trai riêng của sư phụ à. Tây Lương Mạc Kinh Hải, thì ra đây là bí mật của Bách Lý Thanh. Bước chân hà ma ma lão đảo, suýt chút nữa vấp ngã, Tây Lương Mạc vội vàng kéo bà. Hà ma ma sau đó cười khổ như không biết nói sao, thiên tuế gia không có con trai, hắn là ca ca song sinh của thiên tuế gia, có điều nhiều năm trước đã biến ngốc rồi ca ca. Ma ma, ngươi đang nói đùa đấy à? Tây lương mặt kinh hải, tin tức này thật sự rất có lực sát thương, nàng khiếp sợ thất thanh nói, sư phụ nhìn già như thế, còn lạc nhi. Bách lý lạc rõ ràng nhìn mới là một thiếu niên thôi, sư phụ là cha của lạc nhi còn chấp nhận được. Hơn nữa Bách Lý Thanh yêu ma quỷ quái như yêu ma tu luyện nghìn năm, Bách Lý Lạc lại là một giọt lệ tinh khiết trong sáng nhất trong mắt Phật nếu nhất định nói bách lý thanh cùng bách lý lạc có một điểm miễn cưỡng giống nhau thì chính là bọn họ đều có dung mạo không phải thế gian nên có khụ 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 mỹ nhất đi theo phía sau không nhịn được sặc nước bọt ho khan khù khụ già dạ. lời này nếu bị thiên tuế gia nghe được đại khái sẽ nổi trận lôi đình muốn kéo người nói câu này xuống lộ gia rút gân có điều người nói là quận chúa đại khái sẽ là cảnh tượng khác hà ma ma cười khổ mặc kệ quận chúa tin hay không đây đều là sự thật tây lương mạc nhi đã nhận ra mình lỡ lời nàng gia nhập vào bách lý thanh đã hơn nửa năm đương nhiên biết sự kiên kỵ của hắn nàng có chút mất tự nhiên dời chủ đề ma ma vì sao các ngươi lại khóa bách lý lạc lại ta thấy hình như hắn rất sợ các ngươi hà ma ma chần chừ một lát mới buồn bã nói quận chúa ngươi đừng nhìn lạc công tử thế kia mà hiểu nhầm nếu hắn phát điên lên sợ rằng thế gian này không có mấy người cản nổi, tư lễ dám từng vì kiềm chế hắn mà tổn thất mấy cao thủ. Phát điên. Đầu óc hắn có vấn đề à? Tây Lương Mạc Như hiểu ra vài điều. Trong lòng cũng có một tia nghĩ mà sợ, may quá, nàng không gặp hắn khi hắn phát điên, cũng không tùy tiện tới gần hắn. Hà Ma Ma lắc đầu, vẻ mặt thoáng qua một tia có thể gọi là oán độc, không, là công tử bị người hạ độc. Hạ độc bởi vì không cách nào khống chế huynh trưởng của mình lại lo lắng hắn tạo ra tổn hại không cứu chữa được cũng lo lắng hắn trở thành điểm yếu để kẻ địch uy hiếp mình nên mới khóa hắn ở nơi không có thiên lý này cũng đáng ngạc nhiên đấy ta cho rằng sư phụ sẽ không chút do dự giết chết bách lý lạc cơ người như hắn sao có thể chấp nhận một nhược điểm vướng chân vướng tay tồn tại tây lương mạc khe khẽ nói thế này không giống tác phong của lão yêu nghìn năm kia hà ma ma bỗng ngừng bước quay đầu nhìn Tây Lương mặt lành lạnh nói, quận chúa, ngươi đừng quên, hiện nay ngươi cũng là gánh nặng của thiên tuế gia. Bước chân Tây Lương mạc cũng ngừng lại, nhìn Hà Ma Ma. Hà Ma Ma chưa bao giờ dùng ánh mắt sắc bén đến gần như có thể coi là tức giận thế kia nhìn nàng, mà nàng lại cảm thấy có chút chột dạ dưới ánh mắt đó. Tây Lương mạc gượng cười khổ, ừ, nói cũng đúng, Bách Lý Thanh đối với nàng, quả thật. Khác biệt. Có điều, nàng không biết ý nghĩa của sự khác biệt này ở nơi nào. Hà ma ma thu lại loại ánh mắt kia, chỉ xoay người im lặng dẫn nàng qua một hành lang quanh co, cuối cùng dừng trước một cánh cửa sắt, nhàn nhạt nói, quận chúa, lão thân chỉ có thể dẫn ngươi tới đây, nhưng thiên tuế gia có bằng lòng nói chuyện với ngươi hay không còn phải xem ý của thiên tuế gia. Bà hơi ngừng, yên lặng nhìn về phía tây lương mạch nói, quận chúa. Ngươi xác định muốn mở cánh cửa này chứ? nhìn ánh mắt trịnh trọng mang theo cảnh cáo của hà ma ma tây lương mạc trầm mặt chỉ chốc lát nàng nên lập tức quay đầu bước đi nhưng lúc này nàng ma xui quỷ khiến gật đầu hà ma ma không nhìn lại nàng nữa chỉ xoay người gõ nhẹ lên cửa thiên tuế gia quận chúa cuối cùng vẫn tìm tới vẫn tìm tới tây lương mạc cảm thấy lời này là lạ nghe có cảm giác vạn dặm tìm chồng lập tức nàng hơi tự dễu nàng cũng không hiểu được bản thân xưa nay bình tĩnh vì sao lại có hành vi cố chấp như thế. Hồi lâu sau, trong cửa truyền ra một giọng nói yếu ớt, vào đi. Giọng nói kia quả thật là của Bách Lý Thanh, tuy nghe có chút suy yếu nhưng quả thật là người kia, vì vậy đột nhiên Tây Lương Mạc thở vào một hơi trong lòng, nàng căng thẳng vội vàng vương tay đẩy cánh cửa kia ra, sau đó bước vào. Tây Lương Mạc có chút không thích ứng mà nheo mắt lại, để ánh mắt mình thích ứng với hoàn cảnh trong phòng. Căn phòng này vô cùng đơn giản, đơn giản đến mức không hề giống với phong cách của Bách Lý Thanh, chỉ có một cái giường đá. Một cái ghế đá, trên giường trải một bộ chăn màu xanh giản dị, một ngọn nến u ám nảy lên lung lay ra những cái bóng mờ mịt, không thể soi rõ gương mặt người đang khoanh chân ngồi trên giường. Nhưng Tây Lương mặt vẫn xác định người đang như ngồi thiền luyện công kia chính là Bách Lý Thanh mấy ngày không gặp. Mặc kệ ánh sáng mù mờ thế nào, gương mặt tuyết trắng của hắn vẫn như Bách Lý Lạc, luôn có vẻ như đang phát sáng, mặt mày tinh xảo xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, khóe mắt đuôi mày vẽ từng đóa hoa mạng đà la màu tím nở rộ ở Thái Dương. Khiến ngũ quan của hắn mang hơi thở hoa mỹ lạ kỳ. Tây Lương Mạc cho rằng khi thấy hắn sẽ nói với hắn một số vấn đề, nhưng lúc này nàng lại không biết mình nên hỏi cái gì. Hỏi, vì sao ban đêm ngươi không xuất hiện? Hỏi, vì sao ngươi không đến mà không báo cho ta một tiếng? nhưng lời này mặc kệ nói ra theo cách nào đều có cảm giác ai oán giống như thiếu nữ chờ đợi tình nhân mà tình nhân chẳng tới hậm hực quán hận sau khi nhìn thấy tình nhân thậm chí còn có cảm giác làm nũng nhưng tây lương mạc không thừa nhận có quan hệ như thế với hắn nàng và hắn có thể là thầy trò có thể là hợp tác lợi dụng lẫn nhau là kẻ địch thậm chí là bạn trên giường thế nhưng tình nhân nàng âm thần lắc đầu hoàn toàn quẳng từ ngữ này đi vì vậy giữa hai người xuất hiện sự im lặng kỳ dị. Tuy Tây Lương Mạc không hỏi ra miệng nhưng Bách Lý Thanh thì hỏi, hắn từ từ nhắm hai mắt, giống như không hề hay biết sự xấu hổ của Tây Lương Mạc, chỉ nhàn nhạt nói, "Vi sư biết ngươi cắm hoa mai trên cửa sổ, có điều mấy ngày nay vi sư không thể xuất quan, khiến ngươi đợi vô ích." Câu nói này của Bách Lý Thanh không có vẻ như cười như không thường ngày, khiến người ta cảm thấy hắn nói gì cũng có ý khác những lời này hoàn toàn không có ý châm chọc gì, hắn chỉ trần thuật một chuyện thực. Tây Lương Mạc có chút kinh ngạc nhìn hắn, sau đó vô thức thấp giọng hỏi, ngươi, ngươi không có chuyện gì chứ? Lông mi của Bách Lý Thanh hơi run run, sau đó hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Tây Lương Mạc, ánh mắt tối đen, vi sư có thể hiểu là ngươi đang quan tâm vi sư không? Tây Lương Mạc thấp giọng hừ một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt nói, ai quan tâm ngươi, Ta chỉ muốn biết bước tiếp theo thôi. Thật không? Bách Lý Thanh hơi nhếch khóe môi, vì vậy ngươi bỏ qua sự bình tĩnh của mình, mạo hiểm thâm nhập vào một hơi hoàn toàn không quen thuộc, chỉ vì tra xét tung tích của vi sư. Tây Lương Mạc không nói tiếp, chỉ đổi một chủ đề, thân thể của ngươi không tốt à? Nếu không biết phải trả lời thế nào, hoặc phải trả lời một chuyện ngay cả bản thân cũng không có đáp án, phương thức tốt nhất là đưa ra một vấn đề bén nhọn để tránh vấn đề của đối phương huống hồ, tình trạng của Bách Lý Thanh dường như không được tốt, khi nói chuyện còn mang theo vẻ suy yếu khó nghe thấy. Bách Lý Thanh cũng không dây dưa trên một vấn đề, chỉ nhàn nhạt nói, ánh mắt của trò cưng quả nhiên vẫn lợi hại như xưa, nếu vi sư nói vi sư đột nhiên luyện công tẩu hỏa nhập ma, công lực hoàn toàn biến mất, vì vậy nhốt mình trong này né tránh kẻ thù ám sát, ngươi có tin không? Tây Lương Mạc hoài nghi nhìn Bách Lý Thanh, hắn đến giờ vẫn ngồi trong góc chưa từng nhúc nhích, Ánh nến quá tối khiến gương mặt hắn nhìn có vẻ u ám. Nếu lời Bách Lý Thanh nói là thật thì lý do cho nhiều ngày đột nhiên mất tích của hắn cực kỳ hợp lý. Có điều, lời hắn nói là thật sao? Nếu như vậy, hiện tại lẽ nào là lúc hắn yếu ớt nhất? Tây Lương Mạc nheo mắt lại, cảnh giác lại hoài nghi nhìn hắn cười nói, "Sư phụ, như vậy ngươi thật sự tin tưởng ta à? Ngươi để ta vào đây không sợ đồ nhi nhất thời nổi ác ý, gây bất lợi cho ngươi?" người như bách lý thanh không dễ dàng tin tưởng người khác vì sao lại thể hiện một mặt yếu ớt nhất của mình trước mặt nàng nàng không phải người lương thiện cũng không phải chưa từng nghĩ sau khi chuyện thành công sẽ giết hắn để thoát khỏi bàn tay bách lý thanh chẳng lẽ hắn muốn thử độ trung thành của nàng không hắn từ sớm đã biết nàng căn bản không có thứ gọi là trung thành kết hợp chỉ vì lợi ích nàng dùng lệnh bài của lam thị cùng ý nghĩ của chính mình thân thể trao đổi để hắn hỗ trợ diệt trừ chướng ngại vật trên con đường dẫn đến quyền thế. Nàng cùng hắn, ở một trình độ nào đó chỉ có ý thức chính khách thuần túy. Không có trung thành thuần túy, chỉ có liên hệ về lợi ích. Nếu liên hệ về lợi ích chưa tan vỡ thì lẫn nhau còn có giá trị lợi dụng, sao hắn có thể thử kiểu thế này? Bách Lý Thanh buông tầm mắt xuống, không trả lời câu hỏi của nàng, vương bàn tay thon trắng nõn về phía nàng, ngươi lại đây, nha đầu. Tây Lương Mạc do dự chốc lát cuối cùng vẫn đi qua, đồng thời giao tay mình vào tay hắn, cũng cảnh giác theo dõi nhất cử nhất động của hắn, bất kể một biểu cảm khác biệt nào. Bách Lý Thanh cầm tay Tây Lương Mạc. Khóe môi bỗng cong lên thành một nụ cười hồn siêu phách lạc, tươi như hoa ngày xuân, đẹp đẽ rực rỡ, cho dù Tây Lương Mạc biết hắn đã nửa năm, cùng giường cùng gối mấy tháng cũng phải thất thần trước nụ cười kinh diễm của hắn. Nhưng chỉ trong chốc lát thất thần, tay trái bách lý thanh bỗng nhấc lên, không chút khách khí vỗ một chưởng mạnh về trước ngực tây lương mạc. tây lương mạc xoay người lại trong nháy mắt, quá sợ hãi, bằng công lực của bách lý thanh, một chưởng này chụp trúng là hỏng bét. cảm giác nguy hiểm cực độ khiến nàng vô thức gom nội lực ngăn cản chưởng phong của bách lý thanh. hắn lại muốn giết nàng? vì sao? tây lương mạc vừa sợ vừa giận nàng biết hiện giờ dù đã đã thông hai mạch nhâm đốc cũng hoàn toàn không phải đối thủ của bách lý thanh tối đa chỉ có thể qua vài chiêu dưới tay hắn là hoàn toàn thất bại nàng không thể không cứng rắn chống đỡ thế nhưng một khắc sau tình hình hoàn toàn nắm ngoài sự suy đoán của nàng một khắc tay hai người chạm nhau tay lương mạc căn bản không cảm nhận được bất cứ nội lực nào tỏa ra từ lòng bàn tay hắn thế nhưng dưới tình hình như vậy quá mức đột nhiên Tây Lương mặc căn bản không kịp thu chưởng, nàng chỉ có thể nhìn Bách Lý Thanh trúng một chưởng của nàng, đụng vào bờ tường cứng rắn phía sau như diều đứt dây, sau đó hắn bí bách hừ một tiếng, mềm nhũng ngã xuống giường, phun ra một nguồn máu, không ngừng run run. Cảm ơn các bạn đã nghe hết video này. Đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh Nhà Đọc Truyện để nghe những video mới nhất nhé.